Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân Vớt. chương 1131, khắp nơi trên đất là nhân sâm. Tống Thư Hàng, kỳ thật, thay chủ nhân bị đánh phân thân thuật thật là có. Hắn nhớ tới bạch tôn giả thì có thay thế bản tôn đi kháng thiên kiếp, sau đó bạo chết phân thân thuật. Mà lại, cái này phân thân không chỉ có thể thay thế bạch tôn giả kháng thiên kiếp, còn có thể thay thế bạch tôn giả nói chuyện phiếm. Nếu không, một hồi tìm bạch tôn giả hỏi một chút cái này thần kỳ phân thân thuật. Nhìn xem tu luyện độ khó hệ số như thế nào. Chỉ là hiện tại bạch tôn giả còn tại độ kiếp, phải đợi hắn rảnh rỗi sau lại nói. Mặt khác, Tống Thư Hàng đột nhiên lại nghĩ đến một việc, lại nói, đồng quái tiền bối lúc nào thượng tuyến rồi. Hắn gần nhất muốn thông qua đồng quái tiên sư, đi tìm hiểu cái kia có được 36 loại hình thái thiên lôi chư, hỏi một chút hắn đến cùng phải hay không kim long thủy tổ yêu sùng. Nếu như là, Tống thư hàng muốn thông qua Thiên Lôi chư đi tìm hiểu Kim Long Thủy tổ cùng Tống đầu gỗ quan hệ trong đó. Cho nên trước đó hắn tại trong đám đem đồng quái tiên sư thiết trí thành chú ý người đồng quái tiền bối vừa lên nét hắn liền sẽ thu đến thông chi. Bất quá vừa rồi hắn cũng không có nhận được tin tức chẳng lẽ là vừa rồi đối bí Đao Thánh quân trang bước thời điểm đồng quái tiên sư vừa vạn thượng tuyến không đúng hắn một mực không có thu đến đồng quái tiên sư đổ bộ nhắc nhở a. Ngay tại nửa giờ trước tả hữu thượng tuyến, lên lập tức lại rất mạng. Lệ chi tiên tử nói. Tống thư hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, kỳ quái, ta tại sao không có thu đến đồng quái tiền bối thượng tuyến nhắc nhở. Rõ ràng ta đem hắn thiết lập vì chú ý người. Người đem đồng quái thiết lập vì chú ý người làm gì? Lệ chi tiên tử hiếu kỳ hỏi. Tống thư hàng, có chút nặng muốn sự tình, muốn hỏi thăm hạ đồng quái tiền bối. Bắc Hà Trân Quân giải thích nói, đồng quái hôm nay đăng thiết quái tài khoản thượng tuyến, về phần hắn vì sao lại dùng thiết quái tài khoản thượng tuyến, ta cũng đi hỏi. Tống Thư Hàng, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể yên lặng đem thiết quái toán tiền tài khoản, cũng thiết lập vì chú ý người. Đồng quái tiền bối tại trong đám còn có cái khác tiểu hào sao? Tống Thư Hàng lại không yên lòng dò hỏi. Bắc Hà Trân Quân, hẳn không có hắn liền thiết quái một cái đệ tử. Thiết quái còn chưa kịp tới cho đồng quái thu đồ tôn, Tống Thư Hàng thở dài, hy vọng lần sau có thể gặp được đồng quái tiền bối đi. Lúc này, tạo hóa Pháp Vương lại hiếu kỳ hỏi, Thư Hàng tiểu hiếu, người không phải đã bước lui bí đao thánh quân sao? Còn muốn hỏi thăm thay thế mình đi bị đòn phân thân thuật làm gì? Bắc Hà Trân Quân thay thế Tống Thư Hàng hồi đáp, Thư Hàng tiểu hữu nhất định là vì để phòng vạn nhất, dù sao cũng là đồng quái quẻ. Tạo hóa Pháp Vương, có đạo lý, đúng, Thư Hàng tiểu hữu Người bây giờ tín hiệu được không? ta tân biên một ca khúc, người muốn nghe không? Trong nháy mắt, cửu châu nhất hào quần, biến an tĩnh lại. Bởi vì có vết xe đổ, cái này về tạo hóa Pháp Vương nếu là phát giọng nói, mọi người tuyệt đối sẽ không đi điểm. Không được, không được, tín hiệu đột nhiên bắt đầu trở nên yếu đi điện thoại cũng nhanh không có điện. Các vị tiền bối, quay đầu trò chuyện A, à, Tống Thư Hàng nhanh chóng phát một đầu tin tức, sau đó quả quyết lo cao. Audio điện tử võ tấn bền tạo hóa pháp phương khóe miệng co giật. Kỳ quái, thư hàng tiểu hữu không phải rất thích hắn ca sao? Rõ ràng ngầm hạ đều đang lặng lẽ hát hắn thất sát ca, bây giờ lại lại một bộ tránh không kịp trạng thái làm gì? Chẳng lẽ, thư hàng tiểu hữu là ngoài miệng nói không cần, thân thể cũng rất thành thật loại hình. Từ Cửu Châu nhất hào quần, bên trong lui ra ngoài phía sau tống thư hàng lại cho Bạch Tôn giả truyền tờ giấy, bạch tiền bối, bận biểu sao? Bận biểu tây bận biểu cơm cũng không kịp ăn, sau mấy tiếng trò chuyện tiếp. Không biết là bạch tôn giả thứ mấy hào phân thân trả lời. Xem ra bạch tiền bối chơi rất hải. Hướng bạch tiền bối nghe ngóng phân thân thuật sự tình, chỉ có thể lại rời lại. Tống thư hàng cùng tô thị A thập lục tiếp tục ngựa đao phi hành, tiến về thông nương nơi sinh. Trên đường, tô thị A thập lục hiếu kỳ hỏi, thư hàng, người muốn hỏi đồng quái tiền bối chuyện gì? Ta nghĩ thông qua đồng quái tiền bối, tìm hiểu một chút cái kia đem đồng quái tiền bối bắt đi, thiên lôi chư, một ít chuyện. Tống Thư Hàng trả lời. Tô Thị A thập lục con người hơi trầm xuống, hỏi, người nghĩ muốn hiểu rõ, thiên lôi chư cái gì tình báo? Ta nghĩ biết, thiên lôi chư cùng hải tộc một vị, kim long thủy tổ, quan hệ trong đó, muốn biết nó có phải hay không, kim long thủy tổ yêu sùng. Tống Thư Hàng trả lời. Tô Thị A thập lục, người biết kim long thủy tổ. Ta từ ngư kiều kiều cái kia nghe nói qua, A thập lục ngươi cũng biết kim long thủy tổ tống thư hàng hỏi ngược lại hưng chúng ta thiên hà tô thị cùng hải tộc ở giữa một mực có hợp tác cho nên ta biết một số kim long thủy tổ tin tức ngươi làm sao đột nhiên đối kim long thủy tổ cảm thấy hứng thú tô thị a thập lục gật đầu nói nói rất dài dòng ta từ ngư kiều kiều cái kia biết được kim long thủy tổ tại long vương điện bên trong lưu lại một số âm thầm nhắn lại sau đó còn có một vị khác xem như viễn cổ đại năng đi hắn tại Kim Long Thủy Tổ nhắn lại dưới, lưu lại hồi phục. Cho nên, ta đối Kim Long Thủy Tổ sinh ra hiếu kỳ. Tống Thư Hàng trả lời. Lưu lại dạng gì nhắn lại, Tô Thị A thập lục xoay đầu lại, hiếu kỳ hỏi. Một số rất tác tử nhắn lại đi, Tống Thư Hàng thở dài. Thi, làm sao cái tác tử pháp? Tống Thư Hàng nhếch lên một cái nha, dù sao là để cho người ta nhìn phía sau có loại muốn rút đao chém người xúc động nhắn lại liên quan tới cụ thể là thế nào nhắn lại, tại không được đến ngư kiều kiều đồng ý trước, hắn không tốt tiết lộ. Dù sao việc quan hệ, Long Vương Điện là hải tộc tuyệt bí chi địa. Thi nháy nháy mắt, nhẹ gật đầu. A, à, Tô Thị A thập lục cũng lên tiếng, sau đó nàng cúi đầu, tựa hồ rơi vào trầm tư. Hai người tiếp tục ngự đao tiến lên. Thập lục ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tống Thư Hàng hỏi từ vừa rồi chủ đề sau khi kết thúc, Tô Thị A thập lục vẫn trầm mặc không nói. Không có việc gì đâu, chính là đột nhiên có chút khôn ý, có chút không có tinh thần. Chúng ta tranh tài ngự đao tốc độ phi hành đi, nâng nâng thần, lần này ta không sử dụng nhân đao hợp nhất, chúng ta liền so phổ thông ngự đao phi hành. Tô thị A thập lục đề nghị. Được, Tống thư hàng cười nói, không còn hỏi thăm. Có đôi khi truy hỏi kỹ càng sự việc, không biết có chừng có mực, cũng không phải tốt thói quen. Sau một khắc, hai người đồng thời ngự lên độn quang, cấp tốc hướng về phía trước lao đi. Tô thị A thập lục không có sử dụng, nhân đao hợp nhất, độn thuật, Tống Thư Hàng cũng không có sử dụng, rát đao thuật, hai người chỉ là sử dụng đơn giản nhất ngự đao phi hành thuật pháp. 3 giờ chiều, Tống Thư Hàng cùng Tô thị A thập lục rốt cục đã tới Thông Nương Sinh trưởng chỗ phụ cận, cách đó không xa là một tòa cực cao đỉnh núi. Là vị trí này sao? Tống Thư Hàng duy trì ngự đao phi hành trạng thái, nhìn xuống dưới. Ngọn núi kia cùng lúc ấy hắn nhập mộng, Thông Nương Nhân Sinh, lúc chỗ đã thấy đỉnh núi không sai biệt lắm. Thông nương toát ra cái đầu đến, ta cũng không xác định ta đã hơn mấy trăm năm chưa có trở lại nơi này. Nhưng hẳn là nơi này không sai. Vậy chúng ta đi xuống xem một chút đi, Tô Thị A thập lục nói. Hai người ngựa đao, chậm rãi hướng sơn phong hạ xuống, chuẩn bị trực tiếp hạ xuống đỉnh núi. Nhưng mà, hai người hạ xuống một nửa thời điểm, liền phát hiện có tầng một mềm mại kết giới đem hai người ngăn cản. Từ nơi này trong kết giới, Tống Thư Hàng cảm ứng được một loại khí tức quen thuộc là xích tiêu tử đạo trưởng khí tức. Xem ra đích thật là nơi này không sai, chúng ta thuận kết giới hạ xuống đi. Tống Thư Hàng nói, có tầng này kết giới tại, hai người không cách nào hạ xuống đỉnh núi. Chỉ có thể hạ xuống, nhìn xem có hay không cửa vào. Ba người một tước một hành hạ xuống chân núi. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy có một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc vào tới, liền phảng phất lại một lần nữa nhập mộng đến thông nương nhân sinh đồng dạng cửa vào ở đâu tô thị a thập lục nhìn về phía thông nương dò hỏi ta xem một chút thông nương gạt ra một tấc thu nhỏ túi nhọn thượng hiện ra hai con mắt đánh giá cửa sơn một lát sau nàng nháy nháy mắt ta quên rồi tô thị a thập lục thi thông nương gấp đừng như vậy nhìn ta ta quên rồi cũng rất bình thường a à. năm đó ta còn vừa trở thành tiểu yêu Liền rời núi. Lại nói tiếp, liền gặp người không quen, bị nhốt dòng giã 300 năm đấy. Ta kém chút ngay cả mình sinh trưởng chi địa ở đâu đều quên, lại thế nào tìm cửa vào. Đang lúc lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên nói, đi theo ta. Cái kia loại cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt, sau đó hắn thuận loại bản năng này cùng mãnh liệt cảm giác quen thuộc, dọc theo sơn phong chuyển động. Khi chuyển tới tây nam vị trí lúc, Tống Thư Hàng đột nhiên đưa tay hướng về phía trước đầy trong lúc mơ hồ, tựa hồ có một cánh cửa bị đẩy ra. Chính là chỗ này, vào đi, Tống Thư Hàng nói. Thông nương, ốc thiên, nơi này là nhà ta vẫn là nhà ngươi. Ngươi làm sao so với ta còn quen luyện. Bí mật, Tống Thư Hàng ha ha cười nói. Thông nương, nàng càng ngày càng hoài nghi, Tống Thư Hàng có phải hay không lặng lẽ đối nàng làm qua rất quá đáng sự tình. Tỉ như âm thầm rút ra trí nhớ của nàng cái gì. Một nhóm ba người một tước ra một hành, tiến vào kết giới. Bước vào kết giới phía sau trước mắt mọi người sáng lên, trước mắt phong cảnh biến động, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một đầu đường đá đường nhỏ, một mực thông hướng trên đỉnh núi. Bên con đường nhỏ, sinh trưởng xanh tươi linh thảo, nhân sâm, linh chi, hà thủ ô loại hình lớn thuốc, ở chỗ này lại như cỏ dại đồng dạng khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí có ít người tham gia liền cùng củ cải đồng dạng, nửa lộ bên ngoài. Thì nhìn thấy một gốc xinh đẹp nhân sâm, Hiếu Kỳ ngồi xổm xuống, đưa tay ý đổ đem hắn lôi ra. Tô thị A thập lục nhẹ nhàng bắt lấy thi tay nhỏ, lắc đầu nói, không nên động bọn chúng, nơi này một ngọn cây cọng cỏ, toàn bộ là một cái đại trận tạo thành bộ phận. Cho dù là lấy xuống một gốc cỏ non, đều có thể gây nên kết giới biến hóa. Thi vội vàng rũi về bản thân tay nhỏ. Tiểu thải miệng dương thật to, đầu rừng vừa rồi hắn kém một chút liền muốn đi mổ một gốc xích hồng sắc tiểu quả tử chúng ta dọc theo đường đá đường nhỏ hành tẩu, đừng rời bỏ đường nhỏ. Tống thư hàng nói. Tước yêu tiểu thải bay trở về đến Tống thư hàng trên bờ vai, sau đó hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Thông nương từ một tấp thu nhỏ trong túi gạt ra hành ngọt, trước mắt đầu này đường mòn khơi gợi lên nàng chỗ sâu một bộ phận ký ức. năm đó nàng bị xích tiêu tử đạo trưởng đại thủ bưng lấy, chính là như vậy từng bước một leo lên đỉnh núi. một đoàn người hành tẩu đến giữa sườn núi lại bị tầng một kết giới chi môn cản lại. A, à, kỳ quái, năm đó ta xuống núi thời điểm, cũng không có gặp gỡ dạng này kết giới chi môn a." À. Thông Nương Hiếu kỳ nói. Chương 1132, văn tự trò chơi ý nghĩa ở đâu? Thông Nương ngươi liền nhà ở đâu đều quên, không nhớ được có như thế một cái kết giới chi môn cũng rất bình thường. Yên tâm đi, không ai hội trách ngươi." Thì La Lị an ủi thông nương lập tức lệ rơi đầy mặt nàng mặc dù không nhớ được đồ dùng trong nhà thẻ ở đâu nhưng nàng nhớ kỹ bản thân năm đó sau khi biến hóa xuống núi hình ảnh a nàng hóa hình lúc cùng cái khác yêu quái khác biệt nàng không có ngưng tụ yêu đan cũng không có cái gì phong vân cuồng lôi chính là trong vòng một đêm nàng sau khi tỉnh lại phát hiện mình biến thành tóc lục muội tử không còn là một cái dễ hành tu luyện ngàn năm không bằng người ta tỉnh lại sau giấc ngủ rất nhiều nhất định phải tu luyện tới ngũ phẩm đại yêu mới có thể hóa hình yêu tu, đã khóc choáng tại nhà vệ sinh. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, nàng sau khi biến hóa, liền từ dưới đỉnh núi núi, một đường nhảy nhảy nhót nhót đến phụ cận trong một chỗ núi rừng, bắt đầu nàng tân sinh. Từ đầu tới đuôi, nàng căn bản là không có gặp gỡ dạng này, kết giới chi môn, ngăn cản. Người không nhớ rõ kết giới này chi môn, kỳ thật rất bình thường. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, kết giới này chi môn, chỉ phòng ngoại nhân, không phòng người ở bên trong. Người từ bên trong đi ra, hắn sẽ không ngăn ngươi. Hiện tại mọi người muốn từ bên ngoài đi vào, hắn tự nhiên là khởi động. Tống Thư Hàng nói, đợi chút nữa, nói như vậy, thân là nơi đây chủ nhân, ta mới có thể tiến vào mới đúng. Thông Nương dứt lời, vui vẻ từ Tống Thư Hàng, một tấc thu nhỏ túi, bên trong chui ra, dùng sức hướng phía kết giới kia chi môn nhảy tới. Tống Thư Hàng không có ngăn cản nàng. Đông, thông nương đâm vào kết giới chi môn bên trên, thuận vô hình kết giới, tuột xuống. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, thông nương trong mắt mang theo nước mắt, ôm đầu kêu thảm. Rất hiển nhiên, người cũng không có đi vào quyền hạn. Năm đó, người tại phụ cận trong rừng sinh sống vài chục năm, đều không có về tòa này đỉnh núi, hiển nhiên là người tiềm thức minh bạch, chính ngươi về không được nguyên nhân. Tống Thư Hàng thản nhiên nói, Nhật Nâm, người quả nhiên đọc đến trí nhớ của ta đúng hay không? nếu không làm sao người biết ta tại sát phách trong rừng sinh sống vài chục năm thông nương nổi giận nàng hung mãnh nhảy dựng lên dùng sức đá tống thư hàng đầu gối đông thông nương lại thuận tống thư hàng bắp chân trượt xuống trong mắt ngậm lấy hai bao nước mắt ngồi xổm ở trên mặt đất xoa bản thân bàn chân nhỏ đau, đau 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 quá tống thư hàng có được tứ phẩm cảnh giới người mang nhiều loại công pháp luyện thể cường độ thân thể rất là khoa trương thông nương một cước đá lên cảm giác so đá vào siêu hợp kim thép tấm thượng còn đau. Ta không có đọc đến trí nhớ của ngươi, Tống Thư Hàng thản nhiên nói hắn chỉ là nhập mộng thông nương nhân sinh. Ta không tin, nếu như không có đọc đến ký ức, làm sao ngươi biết chuyện của ta? Thông nương nói, Tống Thư Hàng cười ha ha, ngươi đoán, dù sao ta có thể thề, ta không có đọc đến trí nhớ của ngươi. Thông nương một mặt mê mang, xa vào đến trong trầm tư, chẳng lẽ là ta nói chuyện hoang đường tiết lộ chuyện của mình? Một bên khác, Tô Thị A thập lục bắt đầu ở kết giới chi môn thượng lục lọi. Thi La Lị Hiếu kỳ hỏi, kết giới chi môn lớn bao nhiêu? Chúng ta có thể đi vòng qua sao? Nếu như có thể đi vòng qua, vậy cái này kết giới chi môn liền không có ý nghĩa tồn tại. Tống Thư Hàng cười nói. Cái kia đánh nát hắn, tiểu thải qua cánh. Đây là trường sinh giả cấp bậc tu sĩ thành lập kết giới, dựa vào chúng ta nhưng đánh không phá. Tống Thư Hàng nói. Theo hắn biết xích tiêu tử đạo trưởng đã thành công bước ra chính hắn đường. Thậm chí tại trường sinh giả bên trong, chiến lực của hắn đều xem như tương đối cao loại kia. Đông Tri điện bí cảnh bên trong, vị kia bị tống thư hàng gài bấy cửu u thế giới thạch cự nhân, chính là trường sinh giả cấp bậc tồn tại, lại thua ở xích tiêu tử đạo trưởng trong tay. Tìm tới đầu mối, nơi này có văn tự, là viễn cổ thời đại văn tự, Tô Thị A thập lục lên tiếng nói. Ngón tay của nàng một mực đang kết giới chi môn thượng tìm tòi, tìm được manh mối. Là chữ gì? Thi Hiếu Kỳ nói. Ta đối viễn cổ văn tự không hiểu bao nhiêu ta trước đem bọn chúng chép lại. Tô Thị A mười tay tay trái tại kết giới chi môn thượng tiếp tục tìm tòi, tay phải lấy ra giấy cùng bút, đem tìm tòi đến viễn cổ văn tự chép lại. Đem viễn cổ văn tự chép tốt phía sau A thập lục dùng di động vỗ trương chiếu, đang chuẩn bị đưa chúng nó chuyển đến, cửu châu nhất hào quần, bên trong, nhìn xem có vị tiền bối nào biết mấy cái này văn tự ý tứ. Bất quá nàng mở ra điện thoại lúc, mới phát hiện điện thoại không có tín hiệu. Không có biện pháp, chúng ta trước xuống núi, đã có tín hiệu địa phương, phá giải mấy cái này văn tự ý tứ. Tô Thị A thập lục nói. Trong lời nói của nàng vừa dứt đột nhiên tống thư hàng phần eo phía trên, xương sườn vị trí có một cái đồ án sáng tỏ mà lên. Quang mang xuyên thấu qua tống thư hàng áo thun, chiếu dọi đi ra. A, à, tựa như là một cái anh em hồ lô hình dạng. Anh em hồ lô, ta cũng nhìn qua, thì la lị nói, tiểu thải, vẫn là lập thể đâu. Tống thư hàng, rất muốn thì a, à. đây là bạch tôn giả giao cho hắn, siêu cấp học phách hệ thống, thể nghiệm bản, hắn bởi vì không muốn bị người phát hiện cái này kim cương anh em hồ lô lập thể hình xăm, cố ý đem hắn áp vào bản thân bên eo, dùng quần áo che lại. Không nghĩ tới cái đồ chơi này, tự mang quang hiệu, sẽ còn xuyên thấu qua y phục chiếu dọi đi ra, đơn giản tàn bạo không nghĩ tới thư hàng ngươi sẽ thích loại này đáng yêu hình hình xăm. A à thập lục xoa cầm, nghiêm túc nói. Đừng hiểu lầm, tống thư hàng khô tay nói, đây là bạch tôn giả thiết kế, siêu cấp học phách hệ thống, không biết làm sao, liền khởi động. Ta chính là cảm giác cái này hình xăm quá lúng túng, mới đưa hắn áp vào bên eo đi. Không nghĩ tới cái đồ chơi này tự mang quang hiệu. Lúc này, tống thư hàng trong đầu, bạch tôn giả cái kia bình tĩnh vô tình tự ba động thanh âm vang lên, kiểm tra đến chủ ký sinh không quen biết viễn cổ thời đại văn tự, khởi động siêu cấp học phách học tập hệ thống. Học tập thành công, có thể ban thưởng học phách điểm tích lũy một điểm. Tống Thư Hàng Siêu cấp học phách hệ thống là cái gì? Thi Hiếu Kỳ hỏi Một cái để cho người ta trở thành học phách hệ thống phụ trợ. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, các ngươi chờ một lát, ta muốn đi vào học phách hình thức. Ước chừng ba cái hô hấp sau. Tống Thư Hàng con mắt khôi phục sáng tỏ, không thành vấn đề, Ta biết mấy cái này viễn cổ văn tự là có ý gì. Ý tứ của những lời này là tiếp đó, là một cái thú vị văn tự trò chơi, dùng hắn mở ra kết giới chi môn, có nguyện ý hay không tham gia. Nếu như lựa chọn đúng vậy, liền có thể qua nhập văn tự trò chơi giai đoạn. Muốn hay không tham gia? Văn tự trò chơi, là viễn cổ thời đại văn tự tạo thành trò chơi sao? Ta viễn cổ thời đại văn chương trình học, một mực rất kém cỏi, nhiều nhất hội cái một đôi lời. Tô Thị A Thập Lục nhún vai nói, so sánh những cái kia quấn lưới viễn cổ ngôn ngữ, ta càng ưa thích đem thời gian dùng tại luyện tập đao pháp bên trên. Thi La Lị nhấc tay nói, ta tài học ba câu viễn cổ thời đại ngữ văn phát âm, đầu lưới cuốn tới run lên, thật là khó chịu. Mà lại mỗi lần học viễn cổ thời đại ngôn ngữ lúc, luôn cảm giác nước bọt đều muốn phun ra ngoài đồng dạng. Ta không có học qua viễn cổ thời đại văn, ta chỉ là một đầu hoang dại tiểu tước yêu. Tiểu thải dơ cánh nói, thông nương, đừng nhìn ta, ta cũng không có học qua. Tống thư hàng, vọng thiên, ta cũng chỉ học được tầm 10 câu. Hơn nữa còn là thiên tự văn, cái này còn thế nào chơi? Học qua tầm 10 câu thiên tự văn tống thư hàng, tại viễn cổ thời đại văn, thượng tạo nghệ, lại còn là toàn trường tốt nhất cấp bậc. Trừ cái đó ra, hắn còn từ nho ra cái kia học qua một số viễn cổ thời đại văn. Nhưng này chút văn, hắn hội viết, nhưng lại không biết muốn làm sao niệm thử trước một chút đi, ta cảm giác kết giới chi môn chủ nhân không có ác ý. Coi như trò chơi không có thông qua, cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Tô Thị A thập lục nói, mà lại, trong tay nàng còn có một lá bài tẩy, thật sự không đi có thể dùng một lát. Cái kia lựa chọn đi, lựa chọn phải, Tống Thư Hàng nói. Cái này thì chữ, hắn là dùng viễn cổ ngôn ngữ niệm đi ra. Ba người một tước một hành, cảm giác trời đất quay cuồng. Sau một khắc, bọn hắn phát hiện mình xuất hiện tại bát ngát trong sa mạc. Ngoại trừ ba người một tước một hành bên ngoài, bên người còn nhiều ra hai bóng người. Công đức xà mỹ nhân một mặt nghiêm túc chạm sau lưng tống thư hàng, khi tất cả người ánh mắt nhìn về phía nàng lúc, nàng đột nhiên lệch ra qua đầu, xoay mặt không nhìn mọi người. Trừ cái đó ra, còn có mang theo mặt nạ ác quỷ khôi lỗi. Lúc này, nguyên bản thân hình tổn hại nghiêm trọng khôi lỗi, bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại, nơi này không phải hiện thực, mà là một chỗ thế giới tinh thần. Tống Thư Hàng suy đoán nói, nhưng nếu như là thế giới tinh thần, mang theo mặt nạ ác quỷ khôi lỗi xuất hiện còn có thể lý giải, nàng là vật có chủ. Nhưng công đức xà mỹ nhân xem náo nhiệt gì nha, nàng là công đức chi quang đây này. Bất quá bất kể là công đức xà mỹ nhân, vẫn là mang theo mặt nạ ác quỷ khôi lỗi, đều cùng viễn cổ thời đại móc nối. Hai người bọn họ nhất định tinh thông viễn cổ thời đại văn, có lẽ là hai đại trợ lực. Các người hội viễn cổ văn tự, đúng không? Tống Thư Hàng hỏi. Công đức xà mỹ nhân quay đầu trở lại nhìn về phía Tống Thư Hàng, nàng trong mắt chuyển động, khóe mắt lệ trí vì nàng gia tăng dị dạng vũ nghị. Một lát sau, nàng môi son hé mở, a, a a a a a Trong miệng phát ra lại là Tống Thư Hàng tiếng kêu thảm thiết. Tiếp đó, công đức xà mỹ nhân chậm rãi ngã xuống đất, chết rồi có lẽ là thế giới tinh thần nguyên nhân, nàng chết càng thêm rất thật, khóe miệng vẫn còn có vết máu chảy ra. Tống Thư Hàng, hắn vậy mà lại xuẩn đến đối công đức xà mỹ nhân ôm lấy chờ mong. Thở dài phía sau Tống Thư Hàng lại nhìn phía mang theo mặt nạ ác quỷ khôi lỗi. Công đức xà mỹ nhân không đáng tin, nhưng mặt nạ ác quỷ khôi lỗi, hẳn là còn có thể ỉ lại một cái đi. Khôi lỗi trong hai mắt lóng lánh màu da cam quang mang, nhìn lại Tống Thư Hàng. Lại nói, trận này văn tự quy tắc trò chơi là cái gì? Thi La Lị Hiếu Kỳ hỏi. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, song phương giao chiến đại tướng sử dụng tiêu chuẩn viễn cổ thời đại ngôn ngữ, tiến hành đối thoại giao lưu. Tiếp nói bậy hoặc là phát âm không cho phép, phải thừa nhận hiệp chế công kích, thanh máu hao hết, trò chơi kết thúc. Một thanh âm, trong hư không quanh quẩn giảng giải, văn tự trò chơi, quy tắc. Song phương, đối phương là ai? Tống Thư Hàng Hiếu Kỳ nói. Mặt khác, trận này văn tự trò chơi, có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Tống Thư Hàng cảm giác, xích tiêu tử đạo trưởng không giống như là cái sẽ làm không có ý nghĩa sự tình người. Bất kể là gieo xuống thông nương, thu lý thiên tố làm đồ đệ, nhập mộng ngón giữa đạo Tống Thư Hàng hỏa diễm đao, tựa hồ cũng có kế hoạch của hắn ở trong đó. Đã như vậy, trận này nhìn như chơi đùa văn tự trò chơi, phải chăng cũng chứa đặc thù hàm nghĩa. Trường 1133, không theo sáo lộ ra bài. Đang lúc Tống Thư Hàng suy thư thời khắc, sa mạc không gian đối diện, có mấy đạo cưỡi chiến mã thân ảnh từ xa đến gần. Cầm đầu cái kia một người, chính là xích tiêu tử đạo trưởng. Không chỉ có như thế, xích tiêu tử đạo trưởng bên cạnh thân năm thân ảnh, lần lượt hiện hình tất cả đều là xích tiêu tử. Cái này năm thân ảnh, là thoáng tuổi trẻ điểm xích tiêu tử. Tối hậu phương, là một chi ngàn người đội ngũ, đông dạng, vẫn như cũ là từ xích tiêu tử đạo trưởng tạo thành, chỉ là càng trẻ chung chút, ước chừng 16 tuổi tả hữu tuổi tác, trong tay nắm các loại binh khí dài. Đối thủ là xích tiêu tử đạo trưởng đại quân, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật. Cái này còn chơi cái gì a à? Xích tiêu tử đạo trưởng nghi là viễn cổ thời đại liền tồn tại đại năng, viễn cổ thời đại ngôn ngữ đối với hắn mà nói chính là tiếng mẹ đẻ. Mà phe mình, người mạnh nhất chính là sẽ nói 10 câu, viễn cổ thời đại văn, bản thân. Quá khi dễ người. Đương nhiên, trước mắt những này, xích tiêu tử đạo trưởng, khẳng định không phải bản thể, hẳn là đạo trưởng tại thiết lập kết giới chi môn lúc, lưu lại tinh thần pháp thuật biến thành. Tại xích tiêu tử đại quân hiện thân phía sau tống thư hàng đám người sau lưng cũng, đổi mới, ra một chi đại quân. 300 tống thư hàng, 300 cái tô thị A thập lục, 100 thi, 100 cái tiểu thải, 100 người hình thông nương, 50 cái khôi lỗi ra 50 cái công đức xả mỹ nhân. Tổng cộng cũng là ngàn người đại quân. Nhưng phe mình nhân mã, toàn bộ tay không, liền cây côn gỗ đều không có. Nhưng khí thế kia lập tức liền yếu đi đối phương 10 trù không chỉ. Những lính quèn này tính là gì? Chờ đã chẳng lẽ những lính quèn này chính là thanh máu sao? Tống thư hàng thở dài nói, khí thế tranh lệch thật lớn. Chưa chiến trước hết thua một nước. Trước đó nói xong a, à, Tống sư huynh, ta cũng sẽ chỉ ba câu viễn cổ ngữ. Thi chân thành nói, ta sẽ chỉ hai câu. Tô thị A thập lục nói bổ sung nếu không chúng ta đầu hàng đi tiểu thải nói ta có thể hay không đi ăn máng khác đến đối phương cái kia trận doanh đi thông nương ngẩng đầu hỏi tống thư hàng hiện tại đi ăn máng khác là không thể nào chuẩn bị đi trò chơi muốn bắt đầu nếu như có thể đi ăn máng khác hắn cũng muốn nhảy đô la thăng đối diện cầm đầu xích tiêu tử đạo trưởng vòng quanh đầu lưỡi lớn tiếng kêu theo hắn phát ra tiếng phía sau hắn một ngàn tiểu hào xích tiêu tử đạo trưởng giơ trong tay vũ khí cùng nhau tiến về phía trước một bước làm ra công kích chi thế câu nói này có ý tứ gì tống thư Hàng nói thi la lị vui vẻ nhấc tay câu nói này ta biết là vấn an ý tứ tương đương với này các ngươi khỏe a à? chúng ta chỉ cần đầu đuôi đáp lại hắn là được rồi ta biết ba câu nói bên trong vừa vặn có một câu như vậy vậy ngươi đến tống thư Hàng nói thi không có vấn đề đô la thăng Tại thi đáp lại hoàn tất phía sau đám người sau lưng không chính hiệu quân liên hiệp, cũng khí thế phi phàm hướng về phía trước bước ra một bước, tay không tất sắt lại một trận hoa hoa quái khiếu. Mọi người thấy lấy bản thân vì mô hình tiểu binh, hô to gọi nhỏ bộ dáng, trong lòng chỉ phun lên trận trận cảm giác quái dị. Đợt thứ nhất đối thoại hoàn thành, song phương bất phân thắng bại. Tại là, song phương sau lưng tiểu binh bắt đầu công kích. Một ngàn năm nhẹ bài, xích tiêu tử đạo trưởng, tay cầm binh khí dài, hướng Tống Thư Hàng bọn người khởi xướng công kích. Tống Thư Hàng bọn người sau lưng một ngàn tạp bài quân, không chút nào yếu thế, tay không tất sắt lại đồng dạng quái khiếu sông về phía trước. Nói thật, Tống Thư Hàng cái này một đội mặc dù là tạp bài quân, nhưng tương đối mỹ hình. Có thiếu nữ, có lô ly, có dáng người bạo hảo thông nương, có xà mỹ nhân, có khôi lỗi mỹ nhân, đỉnh đầu còn có tiểu tước yêu. Song phương tiểu binh công kích, mắt thấy lập tức liền muốn rảo sát đến cùng một chỗ. Đối phương không trả lời sao? Tống Thư Hàng nói. Tô Thị A Thập Lục nói, có phải hay không đến phiên chúng ta phát động tiến công? Hiệp chế, vừa rồi đối phương trước công một lần, chúng ta phản kích một lần. Tiếp đó, có lẽ là muốn chúng ta bắt đầu tiến công. Vậy chúng ta thử một chút, đồng dạng lễ phép ân cần thăm hỏi kết thúc phía sau chúng ta đặt câu hỏi cái gì? Tống Thư Hàng nói, người tốt về sau, khách sáu điểm hẳn là rất hân hạnh được biết ngươi hoặc là nếm qua không có loại hình A. Thông nương trả lời, tô thị A thập lục, cái này ta hội ta hội một câu thật hân hạnh gặp ngươi, lần này ta tới. Tốt, xem ngươi rồi, Tống Thư Hàng Đạo luôn cảm thấy có loại một đám học cặn bã versus tinh anh học phách cảm giác. Tô thị A thập lục mở miệng nói, câu nói này là thật hân hạnh gặp ngươi, ý tứ. Tiếng nói của nàng vừa dứt, đối phương cầm đầu xích tiêu tử đạo trưởng lập tức trở về một câu, mà lại là rất dài một câu viễn cổ ngôn ngữ, đầu lưới quyển lợi hại, tống thư hàng nghe đều lo lắng đầu lưới của hắn hội rút gân. Những lời này là có ý tứ gì? Tống thư hàng một mặt mộng bức mặc dù hắn danh xưng là nắm giữ 10 câu viễn cổ ngữ nam nhân, nhưng hắn cái kia 10 câu là thiên tự văn, sinh hoạt hàng ngày bên trong căn bản không dùng được. Trên nửa câu là trả lời, là, nhìn thấy người ta cũng thật cao hứng, ý tứ hạ nửa câu nghe không hiểu, đoán chừng là hắn triển khai phản công, phòng ngự sau khi hoàn thành, trực tiếp mở ra tiến công hiệp. Tô Thị A thập lục nhún vai nói. Thi nghe hiểu không, Tống Thư Hàng lại hỏi. Thì cũng lắc đầu, ta cũng nghe không hiểu, bất quá chính quy viễn cổ ngôn ngữ thật đáng sợ, phát âm thật là lợi hại, thật tiêu chuẩn. Lúc này là cảm thán đối phương phát âm tiêu chuẩn thời điểm sao. Tống Thư Hàng thở dài, lại nhìn phía cái khác đồng đội, thông nương cùng tiểu thải chỉ là người đần đếm được, công đức xà mỹ nhân coi như xong. Tại là, hiện tại duy nhất có thể lấy nghịch chuyển chiến cuộc, chỉ có khôi lỗi. Bởi vì tống thư hàng bên này chậm chạp không thể nối liền lời nói cặn bã trong giao chiến, một ngàn xích tiêu tử đạo trưởng quơ binh khí dài, phát động mãnh liệt tiến công. Từ tống thư hàng, tô thị A thập lục, thì bọn người vì mô hình một ngàn tạp bài quân, lập tức bị đánh hoa rơi nước chảy, khóc cha gọi mẹ, bắt đầu tan tác. Tống Thư Hàng cuối cùng đem ánh mắt đặt ở con rối hình người trên người xem ngươi rồi, tinh phẩm khôi lỗi. Con rối hình người hai mắt lập lè tỏa sáng, nàng dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó, tại Tống Thư Hàng trong ánh mắt, thân thể nàng chậm rãi lại kiên định ngồi xổm xuống, hai tay của nàng giơ lên, ôm lấy đầu. Cuối cùng, thân hình của nàng bắt đầu có tiết tấu run lẩy bẩy. Tinh phẩm khôi lỗi tất sát khi ôm đầu ngồi xổm phòng. Tống Thư Hàng trong lòng đặc biệt đắng chát cộng lá gan đau ta vậy mà lại xuẩn đến tín nhiệm cái này ôm đầu ngồi xổm phòng khôi lỗi không có biện pháp lúc này chỉ có dựa vào người một nhà kế sách hiện thời chỉ có dựa vào đoán bình thường tới nói kế rất hân hạnh được biết ngươi về sau đối phương đồng dạng sẽ nói cái gì tống thư hàng hỏi hắn vừa dứt lời bên người công đức xà mỹ nhân kêu thảm một tiếng a a a tiếp lấy nàng ngã xuống đất giả chết tống thư hàng thảm hại hơn chính là công đức xà mỹ nhân cái kia một chuỗi kêu thảm, tựa hồ bị trò chơi cho rằng là trả lời. Mà câu trả lời này, hiển nhiên là sai lầm phát âm, là không chính xác. Sau một khắc, Tống Thư Hàng phương tạp bài quân, bị giết bại lui. Xông lên phía trước nhất, Tống Thư Hàng đại quân, bị đè xuống đất cuồng đánh nhìn lấy hơn 300 cái cùng mình trường giống nhau như đúc ra hỏa, bị đối phương đè xuống đất đánh, lại bị binh khí giải cuồng đâm, Tống Thư Hàng trong lòng thật lạnh thật lạnh sau lưng tô thị a thập lục đại quân thì đại quân thông nương đại quân cũng bị số lớn đánh ngã không trung tiểu thải đều bị bắn rơi xà mỹ nhân thực lực hố đồng đội nếu không rút lui trước lui thông nương nói nàng nhìn thấy số lớn thông nương bị tát lăn trên mặt đất nhìn nàng hành căn đều đau hiện tại rút lui liền xong rồi sẽ bị đối phương truy sát tử thương càng thêm thảm trọng lúc này nếu là có bản từ điển liền tốt Tống Thư Hàng sờ lên bản thân phần eo thượng bên cạnh, siêu cấp học phách hệ thống, lần này học phách hệ thống không có bị kích hoạt. Vậy lần này có phải hay không đến phiên chúng ta hiệp tiến công? Tống Thư Hàng hỏi. Không biết, nhưng thử một chút đi. Thi nói, lần này chúng ta giảng chút gì? Lần này ta tới, đến điểm khó khăn. Tống Thư Hàng cắn răng, sau đó hắn lớn tiếng dùng viễn cổ văn đọc lên thiên tự văn câu đầu tiên, viễn cổ văn thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Đến A, tới đón thiên tử văn nội dung phía sau A dạng này ta hội 10 câu thiên tử văn, chỉ ít có thể chống đỡ 5 cái hiệp. Như Tống Thư Hàng đoán trước, đối phương bắt đầu tiếp lời thiên tử văn. Chỉ thấy cầm đầu vị kia xích tiêu tử đạo trưởng, há miệng bắt đầu nhanh chóng đọc, nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt trương. Hàn lai thử vãng, thu thu đông tàng, nhuận dư thành tuế, luật lữ điều dương. Ba 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 ba, ba miệng của hắn liền không có dừng lại. Mặt không đỏ, hơi thở không gấp, một hơi liền đem thông thiên thiên tự văn cho đọc thuộc lòng xuống dưới, căn bản không cho Tống Thư Hàng tiếp theo hiệp cơ hội. Tống Thư Hàng lập tức liền quỳ, vốn cho rằng dựa vào bản thân 10 câu thiên tự văn, chỉ ít có thể chống đỡ 5 cái hiệp. Không nghĩ tới đối phương không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp chép ngọn nguồn, đem thiên tự văn thông thiên đọc xong. Quá tàn nhẫn. Kể từ đó, Tống Thư Hàng phương tạp bài quân bị 1.000, xích tiêu tử đại quân, treo ngược lên đánh, vừa đi vừa về triển ép, tử thương thảm trọng. Mười hơi không đến, tống thư hàng một phương tạp bài quân bị nghiền ép hoàn tất, không có một cái nào người sống. Bất kể là tiểu tước, thiếu nữ, lô ly, hành yêu, khôi lỗi, xà nữ, toàn bộ bị vô tình rào sát. Nhìn lấy dòng giã một trăm ta bị xử lý, tâm thật mệt mỏi. Thì thở dài nói, nàng cảm giác mình tiếp đó sẽ làm tốt mấy ngày ác mộng. Tống thư hàng an ủi, người còn tốt, ta có ba trăm cái đâu, toàn bộ bị xử lý mà lại là trước hết nhất một nhóm bị đâm kiểu chết đa dạng thua a à, tô thị a à thập lục nói tống thư hàng nhẹ gật đầu nhất định phải thua không có trừng phạt cái gì a à. đang khi nói chuyện đối diện cầm đầu xích tiêu tử đạo trưởng hướng về phía tống thư hàng bọn người khẽ gật đầu lại hướng về phía thông nương mỉm cười sau một khắc cả chi xích tiêu tử đại quân toàn bộ tiêu tán ra biến mất không thấy gì nữa trò chơi kết thúc Tống Thư Hàng bọn người ý thức lại là trở nên hoảng hốt. Sau đó, bọn hắn trở về thân thể của mình. Khi mở mắt ra, bọn hắn còn tại cái kia, kết giới chi môn, phía trước. Không có trừng phạt, Tô Thị A thập lục kiểm tra một lần thân thể của mình, cũng không có phát hiện dị trạng. Dù sao chỉ là một cái trò chơi nhỏ đi, mà lại, xích tiêu tử đạo trưởng là gieo xuống ta chủ nhân, hắn là cái rất ôn nhu người thiện lương, đại thủ đặc biệt ấm áp. Thông nương nói, Tiểu thải lệ rơi đầy mặt nói, chính là trong miệng ngươi vị này ôn nhu hiền lành chủ nhân, đem chúng ta một ngàn tạp bài quân treo lên đánh triển ép, ngược chết đi sống lại, tàn nhẫn đem chúng ta toàn bộ xử lý. Thông nương, lúc này, Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm, nói, trò chơi này chẳng những không có trừng phạt, hơn nữa còn có thu hoạch. Ta cảm giác tinh thần lực phồng lớn lên một số, có lẽ, ở trong game kiên trì thời gian càng dài, thu hoạch liền sẽ càng lớn thì mở thầm nghĩ, tinh thần lực thật sự tăng một điểm, nếu không chúng ta lại đi vào chơi cái này văn tự trò chơi thử một chút. Tinh thần lực tu luyện là rất khô khan quá trình, có thể thuận tiện như vậy tăng cường tinh thần lực, đơn giản không nên quá tán. Tiểu thải cùng thông nương cũng là hai mắt sáng lên. Cái kia lần này chúng ta kiên trì lâu một chút, Tô Thị A Thập Lục nói, nàng con người chỗ sâu, có hào quang màu bạc hiển hiện. Lần nữa đi vào trước đó, chúng ta muốn hay không bổ sung một chút tri thức lượng. Tống Thư Hàng nói, hắn có siêu cấp học phách hệ thống, mang theo, có thể lâm trận mới mài gương, bù lại vài câu viễn cổ ngôn ngữ. Mà lại, trong đầu hắn đã nghĩ kỹ đối sách. Nơi đây kết giới, hẳn là xây dựng ở thông nương bị gieo xuống thời điểm tính toán thời gian, ước chừng tại 500 đến 600 năm trước. Khi đó thiên tử văn đã được sáng tạo ra, cho nên trò chơi bên trong, cái kia, xích tiêu tử đạo trưởng, mới có thể một hơi đem chọn thiên thiên tử văn đều đọc thuộc lòng đi ra. Cho nên, muốn để trò chơi bên trong, xích tiêu tử đạo trưởng, đáp không ra lời nói, kỳ thật rất đơn giản chọn một chút cận đại thi, hoặc là mạng lưới hóa tiết mục ngắn phiên dịch thành viễn cổ thời đại ngôn ngữ, lại đi đặt câu hỏi là đủ. Tỷ như mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở A, hoặc là nỗi nhớ quê là một cái nho nhỏ tem A loại hình cận đại thi, trò chơi bên trong xích tiêu tử đạo trưởng khẳng định tiếp không được. Lại hoặc là, đặt câu hỏi trước định vị tiểu mục tiêu một câu tiếp theo là cái gì? vẫn còn so sánh như hữu nghị thuyền nhỏ muốn như thế nào mới có thể lật loại hình. Thậm chí có thể là vi phân và tích phân, số lượng tivi nguyên lý, máy tính lập trình a loại hình tri thức đặt câu hỏi, những này cũng hẳn là gần mấy trăm năm tri thức. Nói tóm lại, chính là dùng gần nhất trong vòng 300 năm kiến thức mới đi làm khó dễ trò chơi bên trong, xích tiêu tử, đạo trưởng. Nhưng là, Tống sư huynh, coi như chúng ta Lâm thời học tập viễn cổ thời đại ngôn ngữ, cũng học không được vài câu phát âm quá khó khăn, thì la lị nói. Mà lại, viễn cổ thời đại ngôn ngữ cùng hiện đại ngôn ngữ khác biệt, hắn không chỉ là một loại ngôn ngữ đơn giản như vậy. Đánh cái so sánh tới nói, đồng dạng pháp thuật, sử dụng viễn cổ thời đại ngôn ngữ chỉ chú, uy lực muốn so dùng hiện đại ngôn ngữ chỉ chú cường đại mấy thành. Cho nên, liền xem như tu sĩ, có được cường hãn ký ức, muốn học tập viễn cổ thời đại ngôn ngữ cũng rất khó khăn. Thì nói có đạo lý chúng ta không cần phải gấp gáp lâm trận học tập, Lần này, trước hết để cho ta đến thôi động một kiện bí bảo thử một chút như thế nào." Tô thị A Thập Lục nói. "Cái gì bí bảo?" Tống thư hàng hiếu kỳ hỏi. "Một kiện có thể cho ta trong thời gian ngắn sử dụng viễn cổ thời đại ngôn ngữ bí bảo, bất quá sử dụng trước cần thời gian rất lâu chuẩn bị, cho nên vừa rồi ta không kịp sử dụng." Tô thị A Thập Lục nháy nháy mắt, đáy mắt chỗ sâu ngân sắc như ẩn như hiện. "Có thuận tiện như vậy bí bảo, vậy chúng ta thử một lần nữa." Thập Lục đến lúc đó người có thể nếm thử dùng, thơ hiện đại, mạng lưới tiết mục ngắn, thậm chí là vi phân và tích phân, máy tính lập trình, loại hình tri thức đi làm khó dễ trò chơi bên trong, xích tiêu tử đạo trường. Thành, Tô Thị A Thập Lục nói. Sứt lời, nàng đưa tay ấn về phía kết giới chi môn, trong miệng dùng viễn cổ thời đại ngôn ngữ phát ra, phải, khẩu âm. Ngay tại A Thập Lục đưa tay ấn lên kết giới chi môn lúc, kết giới chi môn lại đột nhiên biến mất. Trường 1134, đáng sợ thông nương vô hạn tương lai. A, à, môn đâu? A à thập lục nghi ngờ nháy nháy mắt. Kết giới này chi môn không theo sáo lộ ra bài, trước đó văn tự trò chơi không phải thua sao? Vì cái gì kết giới chi môn lại biến mất? Bình thường tới nói, không phải hẳn là trò chơi quá quan phía sau mới có thể thông qua kết giới chi môn sao? Tô thị A thập lục cả người cũng không tốt, nàng thật vất vả quyết định vận dụng át chủ bài, kết quả còn không có dùng tới, mục tiêu nhưng không thấy cái này giống như là nghẹn gần nổ phổi, lại một quyền đánh vào trên bông, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Kết giới chi môn biến mất, thông nương nghe vậy, nhảy dựng lên, duỗi ra tay nhỏ hướng về phía trước chạm đến A, kết giới chi môn thật sự hết rồi. Tống thư hàng gái gái đầu, chúng ta vừa rồi, phần tự trò chơi, đã thất bại đi. Đã thất bại, vì cái gì kết quả này chi môn vẫn như cũ mở ra. Chẳng lẽ là kết quả không trọng yếu, quá trình mới là trọng yếu nhất chỉ cần tham gia cái này, văn tự trò chơi, liền có thể thông qua kết giới chi môn. Nhưng bởi như vậy, ý nghĩa đâu? Xích tiêu tử đạo trưởng ở chỗ này thiết trí cái này phiến, kết giới chi môn, ý nghĩa ở đâu? Thật chẳng lẽ chỉ là xích tiêu tử đạo trưởng cùng mọi người mở một cái ác ý trò đùa? Thì cái kia văn tự trò chơi không có, chúng ta liền không thể lại soát tinh thần lực rồi. Tốt đáng tiếc, thật vất vả có một cái có thể nhanh chóng tăng cường tinh thần lực phương pháp. Tiểu thải cũng tiếc núi nói. Thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Tống thư hàng đảo. Kết giới chi môn mở ra sau khi, trước mắt đầu kia thông hướng đỉnh núi đường đá biến càng thêm rõ ràng. Đã kết giới đã biến mất, cái kia tống thư hàng bọn người không có không đi vào đạo lý. Cho nên, mặc dù lòng đầy nghi hoặc, tống thư hàng một đoàn người vẫn là tiếp tục dọc theo đường đá đường nhỏ, hướng đỉnh núi bước đi. Tại tống thư hàng bọn người đi xa về sau, nguyên bản kết giới chi môn vị trí, có một đạo hư ảo thân ảnh hiển hiện. Đó là một vị gầy gò nam tử, thân mang đạo bào màu đỏ thắm, hai tay thả lỏng phía sau lại chính là năm đó, tự tay đem thông nương gieo xuống xích tiêu tử đạo trường. Chỉ là hắn lúc này thân hình hư ảo, hiển nhiên không phải bản thể. Loại duyên, kết duyên hỏa diễm đao là duyên, hành yêu là duyên, lý thiên tố là duyên, lý âm trúc cũng là duyên. Một năm kia, trong lúc vô tình tiện tay gieo xuống duyên, bây giờ lại hóa thành ngàn ngàn kết xích tiêu tử đạo trưởng nói khẽ một năm kia hắn đang truyền thụ đệ tử lý thiên tố kiếm pháp lúc trong lúc vô tình thăm dò đến tống thư hàng tồn tại tâm ý của hắn cùng một chỗ tiện tay thụ hạ phần thiên hỏa diễm đao cơ sở một thức xem như gieo xuống một duyên liền hắn cũng không nghĩ tới trong tương lai hắn gieo xuống hành yêu hắn ký danh đệ tử lý thiên tố cùng lý âm chúc lần lượt cùng tống thư hàng gặp nhau để hắn năm đó tiện tay gieo xuống duyên không ngừng lớn mạnh phảng phất giữa thiên địa có một đầu bàn tay vô hình, tại dẫn dắt hắn cùng Tống Thư Hàng, để không cùng thời đại hai người, thông qua các loại ngẫu nhiên, gián tiếp gieo xuống thâm hậu duyên phận. Giữa bất tri bất giác, cùng ta kết xuống thâm hậu như thế duyên phận hẳn là vị này Tống Tiểu Hiếu, cũng là một vị có thể trở thành hạ nhiệm thiên đạo hạt giống thiên tài. Nhìn, hắn so với hành yêu, muốn càng thích hợp trở thành hạ nhiệm thiên đạo A. Xích tiêu tử đạo trưởng lầm bẩm nói. Xích tiêu tử đạo trưởng, là người tu luyện bên trong một vị dị loại. Chư thiên vạn giới người tu luyện, tuyệt đại đa số đều trí tại thiên đạo, đời này mục tiêu chính là chấp trưởng thiên đạo, đúc thành thuộc về mình bất hủ truyền thuyết. Đặc biệt là bước ra bản thân, đạo, trường sinh giả, càng là lấy, bất hủ, thiên đạo, làm mục tiêu. Dù sao, đã trường sinh, bọn hắn, tiếp tục phấn đấu mục tiêu, cũng chỉ có thiên đạo. Nhưng xích tiêu tử đạo trưởng khác biệt hắn bước ra bản thân đạo phía sau mục tiêu lại là bồi dưỡng một vị thiên đạo thậm chí hắn đạo đều cùng mục tiêu này có quan hệ chư thiên vạn giới kiếp tiên cùng trường sinh giả đều ẩn ẩn lòng có cảm giác đương kim thiên đạo có thiếu các loại dấu hiệu cho thấy thiên đạo sắp biến mất đến lúc đó một cái thời đại hoàn toàn mới sắp xảy ra tại là xích tiêu tử bắt đầu chọn lựa có thể trở thành thiên đạo hạt giống thiên tài trước đây thật lâu hắn ở chỗ này đỉnh núi chỗ, gieo thông nương. Lúc đó, hắn nói với thông nương qua, cố gắng trưởng thành đi, liền xem như bình thường nhất một khỏa hành lá, cũng sẽ có lấy vô hạn tương lai. Ta rất muốn nhìn một chút người tương lai sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào. Hắn nói tới, vô hạn tương lai, cũng không phải thuận miệng nói một chút. Xích tiêu tử đạo trưởng nói tới, vô hạn tương lai, chỉ là thông nương trong tương lai một ngày nào đó, bước ra chính nàng đường. Cũng trinh chiến thiên hạ, chân áp chư thiên vạn giới nói trắng ra điểm, chính là đem toàn thế giới, trường sinh giả, treo lên đánh một lần, đánh tới không người không phục, sau đó gánh chịu thiên mệnh, trở thành vạn giới duy nhất, chấp trường thiên đạo ý chí. Hồi tưởng lại, đó là ước 500 năm trước chuyện. 500 năm trước ngày nào đó, xích tiêu tử đạo trưởng đột nhiên thèm ăn, chuẩn bị tự mình xuất thủ xào một nồi, hành nổ thịt dê. Nhưng ở đạo trưởng cắt gọn thịt dê, tùy ý nắm lên một gốc hành thời điểm, đột nhiên lòng có cảm giác. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, lúc ấy nắm lấy hành đạo trưởng, đột nhiên cảm giác A, à, nếu như là trong tay của ta cái này gốc hành, trong tương lai một ngày nào đó, nói không chừng có thể thành tựu, thiên đạo, chi vị. Rất kỳ hoa một cái ý niệm trong đầu đơn giản so với A, à, nhà ta meo trong tương lai một ngày nào đó, hội biến thân làm như nương gả cho ta còn muốn kỳ hoa. Nhưng ý nghĩ này cùng một chỗ, làm thế nào đều không thể tán đi. Tại là, có tiền bốc đồng xích tiêu tử đạo trưởng. Tại hoa hạt tìm một chỗ linh sơn, bố trí xuống kết giới. Hắn lại tại cái này linh sơn bên trên, dùng thiên tài địa bảo bố trí xuống một cái, hóa hình đại trận. Cuối cùng, xích tiêu tử đạo trưởng đem gốc cây kia kém chút bị xào thành, hành nổ thịt dê, hành mầm, cấy ghép đến linh sơn đỉnh núi. Tại sau này mấy trăm năm trong năm tháng, thông nương hấp thu thiên địa linh khí, lại lấy được thiên tài địa bảo bố trí, hóa hình đại trận, làm dịu, đặt xuống bền chắc nhất tu luyện cơ sở. Khắp thiên hạ yêu tu đều muốn hâm mộ Thông Nương không chỉ có là nàng vừa xuất thế liền có thể huyễn hóa thành người. Càng bởi vì nàng tại huyễn hóa thành người thời điểm, kinh mạch trong cơ thể kết cấu cùng người đồng dạng, không có khác biệt. Kể từ đó, Thông Nương tức có được yêu thân thể cùng thọ nguyên, có theo tuổi tác tăng trưởng liền sẽ chủ động tích lũy yêu lực, lại có thân thể của nhân loại cùng siêu cường thiên phú, nàng tại nhất phẩm cảnh giới liền có thể trực tiếp tu luyện nhân loại công pháp. Tại hóa hình một khắc kia trở đi, thông nương liền đứng ở rất nhiều yêu tu, yêu sinh điểm cuối cùng, phía trên. Mà nói thiên phú tu luyện, trên lý luận tới nói, thông nương có thể treo lên đánh các đại môn phái đệ tử thiên tài. Cái kia dùng thiên tài địa bảo đắp lên đại trận, thế nhưng là trường sinh giả cấp bậc xích tiêu tử đạo trưởng tỉ mỉ chỗ bố trí. Bây giờ, lúc 500 năm phía sau xích tiêu tử đạo trưởng thông qua bí pháp, lần nữa gặp được bản thân gieo xuống hành yêu. Nói thật thông nương lẫn vào thảm hại như vậy, thực sự vượt quá xích tiêu tử đạo trưởng đoán trước. Theo lý thuyết, lấy hắn năm đó vì thông nương đánh xuống tu luyện cơ sở, sau khi biến hóa 300 năm thời gian, thông nương tùy tiện tu luyện cũng có thể đạt tới ngũ phẩm linh hoàng linh cảnh A. Nhưng là, thông nương hiện tại còn chỉ có nhị phẩm cảnh giới, coi như cắm dễ trên mộ đạo thạch, thực lực của nàng vẫn là phế có thể. Xích tiêu tử đạo trưởng có chút hoài nghi nhân sinh. Năm đó ta nắm lấy hành mầm thời điểm, trong lòng đột nhiên hiện lên, này hành có vô hạn tương lai, suy nghĩ, có phải hay không là bởi vì trong nồi thịt dê bị ta xào cháy nguyên nhân. Ta vô ý thức không muốn lại đem, hành nổ thịt dê, lại xào xuống dưới, cho nên vì chính mình tìm cái cớ. Nhưng là, vừa rồi ta chú ý tới hành yêu, nàng khí vận bốc lên, tương lai của nàng vẫn như cũ có được vô hạn khả năng. Xích tiêu tử đạo trưởng lại xoa cầm suy tư. Có lẽ có một cái khả năng, lúc này, tại xích tiêu tử đạo trưởng bên người, hiển hiện một thanh kiếm sắc, chuôi này lợi kiếm mở miệng nói chuyện, hành yêu gặp được cái kia tống tiểu hữu cho nên nàng mở ra vô hạn khả năng tương lai. Xích tiêu tử, có lẽ, vị này tống tiểu hữu mới thật sự là đáng giá bồi dưỡng người. Không nhất định, có lẽ vị kia tống tiểu hữu giống như chúng ta, đều là hành yêu, bồi dưỡng người. Lợi kiếm mỉm cười nói. Tốt ha, à, người nói cũng có đạo lý. Xích tiêu tử đạo trưởng lại hỏi, vừa rồi cái kia văn tự trò chơi, vì cái gì đột nhiên không chơi tiếp tục rồi. Bởi vì có người làm dối, ta liền lật bàn không đùa. Lợi kiếm cười hắc hắc nói. Xích tiêu tử đạo trưởng khẽ gật đầu, người tiếp tục chú ý mấy vị này tiểu hiếu, có kết quả sau trở về đến ta bản thể cái kia. Tại cuối cùng, nhớ kỹ nhắc nhở một chút mấy vị này tiểu hiếu, để bọn hắn tăng cường viễn cổ thời đại ngôn ngữ học tập. Viễn cổ thời đại ngôn ngữ, đối với bước ra bản thân, đạo thế nhưng là rất trọng yếu một vòng. Ta hiểu được, Lợi kiếm trả lời. Xích tiêu tử đạo trưởng nhẹ gật đầu, thân hình tiêu tán ra. Ở chỗ này, chỉ là nói dài 500 năm trước dùng pháp lực lưu lại ấn ký. Hoàn thành nhiệm vụ phía sau liền sẽ tiêu tán, cũng đem ký ức phản hồi cho bản thể. Nhân, một bên khác, tống thư hàng một đoàn người một đường thông suốt, lại không có gặp gỡ ngăn cản, thành công đến đến đỉnh núi. Thông nương ngẩng đầu nhìn bốn phía, bắt đầu tìm kiếm mình năm đó bị, gieo xuống chỗ, chỉ là hơn 300 năm đi qua, nàng đối với mình năm đó chiếm gài bẫy ngọn nguồn ở đâu, đã ký ức mơ hồ. Đúng lúc này, Tống Thư Hàng án lấy bản thân, nhập mộng, lúc ký ức, rất mau tìm đến thông nương bị gieo xuống vị trí. Nhập mộng mấy trăm năm trong trí nhớ, Tống Thư Hàng nhàn rỗi nhàm chán lúc, chỉ có thể dựa vào số bên cạnh rừng rậm cây có mấy quả giải buồn, hay là nhìn lấy khác một bên trong khe nước bọt nước sống qua ngày. Mà tại, kết giới, bọc vào, cái này linh sơn trên đỉnh núi, rừng rậm đều không làm sao biến hóa, cây cối cơ hồ không trưởng thành bao nhiêu. Dưới tình huống như vậy, thư hàng nhắm mắt lại đều có thể tìm tới thông nương nguyên bản bị gieo xuống vị trí. Chính là chỗ này, tống thư hàng một mặt hí hư nói. Vị trí này, chính là hắn bị gieo xuống, ngày qua ngày, năm qua năm bị gió thổi dầm mưa rãi nắng chi địa. Ở chỗ này, hắn biến thành một gốc hành, đã trải qua nhân sinh hắc ám nhất, nhàm chán mấy trăm năm thời gian. Ui uy ui, uy, quá phận, vì cái gì ngươi so với ta còn quen luyện, nơi này là ta bị gieo xuống địa phương có được hay không? Thông nương khí dơ chân. Tống thư hàng cười ha ha một tiếng, đừng nóng giận, mau tới đây nhìn xem, nơi này đến cùng có đồ vật gì, khả năng hấp dẫn lấy ngươi trở về nơi đây đi. chương 1135, có thể giết chết tuyệt không mù so tài một chút. Tiểu thải, trong này có thể hay không chôn lấy thông nương bộ phận sợi dễ. Ta trước kia nghe nói qua, thực vật loại yêu tinh tại tu luyện thành tinh phía sau phá đất mà lên lúc thỉnh thoảng sẽ có bộ phận sợi dễ lưu tại trong đất cho nên đại bộ phận thực vật loại yêu tu cũng sẽ ở bản thân cắm dễ chi địa thượng thành lập động phủ thông nương lắc đầu ta căn không có lưu tại lòng đất điểm ấy có thể khẳng định đó là xích tiêu tử đạo trưởng lưu cho thông nương bảo bối gì tỷ như cái gì thượng cổ đan dược loại hình một khỏa xuống dưới liền có thể tấn thăng năm sáu cái cảnh giới loại kia thì la lị hỏi trên thế giới này nào có loại kia đan dược, cho dù có, ăn hết người cũng chỉ có một con đường chết. Tô thị A à thập lục đảo, chư thiên vạn giới người tu luyện, mỗi tấn thăng một cấp đều muốn thụ một lần thiên kiếp. Nếu quả như thật có một hơi tấn thăng năm sáu cái cảnh giới đan dược, nuốt vào sau không có thời gian củng cố cảnh giới, học tập mới kỹ năng, bố trí độ kiếp trận pháp, cái kia kết cục cũng chỉ có thân tử đạo tiêu một lựa chọn. Đào Mở nhìn xem liền biết rồi, thông nương, chính ngươi đến đảo đi dù sao cũng là xích tiêu tử đạo trưởng để lại cho ngươi đồ vật. Tống Thư Hàng đạo Xích tiêu tử đạo trưởng đối Tống Thư Hàng có truyền nghề tri ân, dựa vào điểm này, Tống Thư Hàng liền sẽ không đi đoạt đạo trưởng lưu cho thông nương bảo vật. Thông nương hít sâu, sau đó nàng thân hình tăng vọt từ một gốc hành lá biến thành cùng người đồng dạng lớn hành mầm. Nàng vẫn là không có muốn hiện ra nguyên hình dự định. Sau đó, nàng đưa tay trên mặt đất một phách, trên mặt đất bị nàng đánh ra một cái hố. Trong đó, một khối xích hồng sắc ngọc thạch tại cái hố bên trong lập lòe tỏa sáng. Đây là cái gì? Thi Hiếu kỳ đụng hướng khối ngọc thạch này, nhưng nàng vừa mới tới gần, cũng cảm giác một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Trong cơ thể nàng chân khí tự chủ phun trào, hình thành hộ thể chân khí. Đồng thời thi thân hình nhanh chóng lui lại, mới tránh khỏi sóng nhiệt. Thật nóng, thật nóng, thi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liên tục phất tay. Nhưng kỳ quái là, thì bị nóng liên tiếp lui về phía sau, nhưng thông nương không chút nào không nhận sóng nhiệt tổn thương nàng sống ở đó cái cái hố bên cạnh hai mắt nhìn chằm chằm khối này xích hồng sắc ngọc thạch không nhúc nhích tô thị a thập lục đồng dạng thoáng tới gần một số lấy nàng tứ phẩm cảnh giới có thể càng thêm tới gần một điểm nhưng nàng cũng vô pháp tiếp xúc quá gần khối ngọc thạch này khối này xích hồng sắc ngọc thạch nhiệt độ thực sự quá cao liền tứ phẩm cảnh giới thể chất đều gánh không được ta cũng chưa từng thấy vật như vậy nhưng có thể khẳng định hắn nhất định là bảo bối tốt. Tô Thị A thập lục đạo. Tống Thư Hàng, Thông Nương, đây chính là xích tiêu tử đạo trưởng để lại cho người bảo vật, người đem hắn lấy ra đi. Ừm, Thông Nương nhẹ gật đầu, sau đó nàng hành mầm uốn lượt, hai tay bắt lấy xích hồng sắc ngọc thạch, dùng sức kéo một phát. Nhưng ngọc thạch không nhúc nhích tí nào. Thông Nương cắn chặt răng, sử xuất toàn bộ sức mạnh, khối kia nho nhỏ ngọc thạch lại phảng phất cắm dễ ở lòng đất, bất động mảy may. Tống Thư Hàng xoa cầm suy tư một lát, thông nương, người đem cái này cái hố khuếch trương lớn hơn một chút nhìn xem. Hô hô, mở rộng cái hố làm gì? Thông nương hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng, ta đang nghĩ, có lẽ khối ngọc thạch này thể tích so với chúng ta tưởng tượng muốn khổng lồ. Thông nương lập tức hiểu được, nàng tiếp tục xoay người, tại ngọc thạch bên cạnh trên mặt đất liên tục huy trưởng, thể nội tiên khốc bảo điển vận chuyển, tăng cường trưởng lực. Duy trì hành trạng thái thông nương, Tại vận chuyển Thiên Khốc bảo điển thời điểm, cũng không có giống như Diệp Tư Thúc thiết chỉ là hành mầm bên trên, thỉnh thoảng có hành nước hiển hiện. Nước mắt của nàng, tựa hồ lấy loại hình thức này chảy ra. Liên tiếp mấy chục trưởng phía sau xích hồng sắc ngọc thạch vị trí bị thông nương hoàn toàn đẩy ra. Quả nhiên như Tống thư hàng sở liệu, cái kia nho nhỏ ngọc thạch chỉ là mặt ngoài, phía dưới còn ẩn giấu đi một khối ngăn nắp, 2 mét hình lập phương. Trước đó lộ trên mặt đất xích hồng sắc ngọc thạch, chỉ là cái này hình lập phương đỉnh tiểu đột xuất. Thông nương lớn như vậy xích hồng sắc ngọc thạch nàng muốn làm sao thu a? Mà lại thứ này có cái gì dùng? Mà theo khối này hai mét khối xích hồng ngọc thạch hiện hình phía sau bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao. Thi Tiểu Thải, Tô Thị A thập lục không chịu nổi cỗ này sóng nhiệt, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Tống Thư Hàng so với các nàng tốt hơn một chút một điểm, thể chất của hắn tương đối cường đại, mà lại lại người mang lôi hỏa, song thuộc tính đối nhiệt lượng chống đỡ tính khá lớn trước thu hồi khối ngọc thạch này đi, thông nương, tống thư hàng đảo. Dù sao là cái bảo bối, trước thu lại mang về nghiên cứu. Nghiên cứu không ra, liền chờ bạch tôn giả độ kiếp sau đi ra, hoặc là hỏi một chút cửu châu nhất hào quần bên trong tiền bối, nhìn xem có ai biết cái đồ chơi này lai lịch. Thu đến chỗ nào, phóng tới người một tấc thu nhỏ trong túi sao, thông nương hỏi. Phóng tới ta không gian pháp khí bên trong đi, một tấc thu nhỏ túi có thể thu không hạ thứ này, nó nhiệt lượng quá kinh khủng, vừa để xuống đi vào, một tấc thu nhỏ túi khả năng đều sẽ bị hủy. Tống thư Hàng đáp, thông nương bản năng không muốn rời đi khối này to lớn xích hồng ngọc thạch, tay của nàng tiếp xúc đến khối ngọc thạch này lúc, cũng cảm giác toàn thân thư sướng, liền phảng phất nàng và khối ngọc thạch này là một thể đồng dạng. Bất quá, Tống thư Hàng nói có đạo lý, khối ngọc thạch này không cách nào chứa vào đến một tấc thu nhỏ túi. Thở dài phía sau thông nương nhẹ gật đầu, đành phải đồng ý Tống thư Hàng. Tống Thư Hàng đưa tay lộ ra vòng tay pháp khí, chuẩn bị đem khối này xích hồng ngọc thạch thu nhập trong đó. Đúng lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên thân hình dừng lại. Cái viên kia khổng lồ, cửu u tà năng, bị hoa sen hình chiếu hấp thu xong tất. Nguyên bản hắn dự tính còn cần một ngày một đêm tả hữu mới có thể đem, cửu u tà năng, triệt để hấp thu, nhưng khi thân thể của hắn tới gần, xích hồng ngọc thạch, thời điểm, thể nội hoa sen hình chiếu cùng sợi dễ biến càng thêm sinh động thôn về cửu u tà ác tăng vọt. Tất cả cửu u tà ma triệt để hấp thu, hoa sen hình chiếu ẩn vào đến hạch tâm thế giới. Tống thư hàng thể nội, hạch tâm thế giới thể thích lần nữa mở rộng, bị hắn hấp thu khổng lồ cửu u tà năng, bị chuyển hóa làm hạch tâm thế giới tồn tại năng lượng. Mà tống thư hàng thể chất, cũng tại hoạt tuyển cùng hạch tâm thế giới phản hồi lực lượng thẩm thấu vào, cường hóa mấy bậc. Bất quá, càng nhiều lực lượng đều tràn vào đến tống thư hàng trong đan điền phi kình hư đan bên trong, cái này một đợt hạch tâm thế giới phản hồi tới được lực lượng rất là khổng lồ, Tống thư hàng phi kình ngư đan ẩn ẩn có một loại no bụng đủ cảm giác. Chỉ thiếu một chút, Tống thư hàng trong lòng vui mừng, phi kình ngư đan khoảng cách thành thục đã không xa. "Uy, thư hàng ngươi còn đứng đó làm gì đâu? Chẳng lẽ là khối này xích hồng sắc ngọc thạch không cách nào bị chứa vào vòng tay pháp khí sao?" Thông Nương hỏi. Nàng nhìn thấy Tống thư hàng duy trì đưa tay tư thế mười mấy hơi thở lâu. Nhưng này xích hồng sắc ngọc thạch nhưng không có phản ứng. "Ha ha, không phải, vừa rồi ta rốt cục hấp thu xong đoàn kia tà năng, thể nội cảnh giới lại tiến triển một số, cho nên dừng một hồi." Tống thư Hàng cười nói, dứt lời hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tế lên vòng tay không gian, muốn đem khối kia xích hồng sắc ngọc thạch chứa vào. Nhưng mà xích hồng sắc ngọc thạch chỉ là có chút sáng lên, không thể chứa vào vòng tay không gian. "Không được." Thông Nương hỏi. Tống Thư Hàng, thật đúng là bị ngươi nói chúng rồi, hắn không cách nào bị chứa vào không gian pháp khí. Xem ra chỉ có thể đem hắn chứa vào hạch tâm thế giới mới được. Cái kia tạc bản, thông nương đảo. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng bên cạnh thân có không gian sóng sức mạnh hiển hiện. Cái này không gian lực lượng, là lấy Tống Thư Hàng vì tọa độ mở ra. Tại không gian lực lượng ảnh hưởng dưới, Tống Thư Hàng thân thể không cách nào động đậy. Có cửu phẩm kiếp tiên lấy hắn vì tọa độ trực tiếp giáng lâm. Là ai? Biết thủy các sở các chủ. Trong lúc đang suy tư, một tiếng nói thô lỗ sau lưng tống thư hàng vang lên. Sau đó, một tôn hơn 10 mét cao thạch cự nhân hiển hiện sau lưng tống thư hàng. Hắn toàn thân xích hồng, hốc mắt, lỗ mũi ở giữa có ngọn lửa màu đỏ thắm đang thiêu đốt. Ha 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 ha, má, rốt cục chạy ra ngoài. Thạch cự nhân phát ra tiếng cười đắc ý. Chính là ban đầu ở Đông Tri Điện Cấm Địa, bị Tống Thư Hàng hố một thanh, sau đó bị cửu U Chúa Tể Thể Lỏng Quả Cầu Kim Loại bắt đi cái vị kia Thạch Cự Nhân. Lúc đầu kém chút trở thành Thể Lỏng Quả Cầu Kim Loại vật thí nghiệm Thạch Cự Nhân, lúc này lại từ cửu U một lần nữa chạy ra, đồng thời lấy Tống Thư Hàng vì tọa độ trực tiếp giáng lâm. Sau khi cười to, Thạch Cự Nhân phát hiện Tống Thư Hàng. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó nghe răng cười, tiểu tử, chết đi. Hắn chạy trốn lúc là lấy đông chi điện vì tọa độ chạy chối chết đông chi điện bên trong có hắn lưu lại tọa độ ấn ký hắn chuẩn bị trốn vào đông chi điện trở lại hiện thế lại thông qua hiện thế vận dụng không gian lực lượng nhanh chóng bỏ chạy chỉ cần trở về hiện thế vị kia đáng sợ cửu u chúa tể cũng không làm gì được nó chỉ là không nghĩ tới hắn không có trở lại đông chi điện lại đi tới tống thư hàng bên người cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt tống thư hàng nhật cái này ra hỏa sao lại ra làm gì, thể lỏng quả cầu kim loại thực sự quá không cho lực. Tống Thư Hàng lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Tô Thị A thập lục, tiểu thải, thông nương, thi toàn bộ cuốn vào đến hạch tâm thế giới. Đồng thời, chính hắn cũng bắt đầu trốn hạch tâm không gian. Tiểu tử, mở tưởng đào tẩu. Thạch cự nhân nhe răng cười ở giữa, giữa hai tay phóng thích, không gian quấy nhiễu, chi lực. Hắn đã sớm phòng bị tống thư hàng, cho nên, tại thi, Tô thị a thập lục mấy người thân ảnh biến mất thời điểm, hắn lập tức liền khởi động không gian quấy nhiễu. Mấy cái kia tiểu nha đầu chạy liền chạy, nhưng cái này đáng giận tiểu tử lại phải chết. Mà lại, lần này hắn hấp thụ lần trước giáo huấn. Tiểu tử này khí vận vô cùng tốt, đối phó loại này khí vận bản thân tu sĩ, có thể sát liền không thể nói nhảm, trực tiếp đem bọn hắn làm chết là được. Bằng không mà nói, nói nhảm càng nhiều, nói không chừng trên người bọn họ khí vận liền sẽ phát sinh hiệu quả để bọn hắn tại trong tuyệt cảnh đạt được một tia sinh cơ lần trước cũng là bởi vì lê mà lê mê một chút liền bị tiểu tử này tìm tới cơ hội trở về từ cõi chết cái này về tuyệt đối không còn mù ti ti trực tiếp đem hắn giết chết thạch cự nhân tại đối phó loại này khí vận xuất sắc tu sĩ kinh nghiệm lão đạo không gian quấy nhiễu năng lực cắt ngang tống thư hàng không gian truyền tống ngay sau đó thạch cự nhân bắt lấy tống thư hàng hung hăng bóp bạo cho ta dừng tay, lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm bạo tạc vang lên. Thanh âm này, thạch cự nhân quá quen thuộc. Thạch cự nhân đột nhiên quay đầu, xích tiêu tử lão thất phu. Thanh âm này, chính là đem hắn chém bị thương, hại hắn tiếp nhận thiên hỏa nỗi khổ xích tiêu tử thanh âm. Thạch cự nhân quay đầu lúc, không thấy được xích tiêu tử, bất quá lại nhìn thấy một đao quang mang trói mắt phần thiên hỏa diễm đao. Trường 1136, hoa đào người yêu nhất người là không phải ta vẫn là cái kia hoài niệm hương vị, vẫn là cái kia quen thuộc phối phương. Hỏa diễm trương mắt, giống như liệt nhật, người con mắt căn bản là không có cách nhìn thẳng một đao này quang mang. Đao ý bá đạo, thiên hạ đều có thể đốt diệt chi vật một đao kia, tên là phần thiên. Càng quan trọng hơn là, một đao kia, chỉ dùng kiếm chém ra tới. Quả nhiên là xích tiêu tử lão thất phu này, chuôi này tự mang, đao ý, thần kiếm, thiên thượng thiên hạ cũng chỉ có xích tiêu tử lão thất phu chuôi này, xích tiêu. Đối mặt kinh khủng phần thiên hỏa diễm đao, thạch cự nhân theo bản năng liên tiếp lui về phía sau. Hắn mặc dù luôn mồm muốn tìm xích tiêu tử báo thù nhưng hắn nội tâm hiển nhiên cực sợ một chiêu này, phần thiên hỏa diễm đao. Lần trước bị xích tiêu tử chặt thương phía sau trên người thiên hỏa cho tới bây giờ đều không có tiêu tán. Hắn tìm chỗ nơi cực hàn ngồi xổm thời gian lâu như vậy, trên người thiên hỏa đều không trừ bỏ. Hắn muốn tìm xích tiêu tử báo thù, kỳ thật chỉ là ngoài miệng so tài một chút, đáy lòng căn bản không muốn sớm như vậy gặp lại xích tiêu tử, trừ phi hắn tìm tới ứng phó phần thiên hỏa diễm đao, phương pháp. Mà đang nhanh chóng lui lại đồng thời, thạch cự nhân chưa quên hung hăng nắm chặt bàn tay, cầm trong tay cái này, khí vận không tệ, nhân loại bóp nát. Cái này ra hỏa khí vận quá quỷ dị, một hồi trước vẻn vẹn bởi vì hắn lề mà lề mề một chút, tiểu tử này sẽ chết bên trong chạy trốn. Mà lần này, hắn rõ ràng không tiếp tục mù so tài một chút, nhưng vừa đối tiểu tử này động thủ, xích tiêu tử lão thất phu này liền lập tức xa xa xuất thủ. Cường đại như vậy khí vận, thạch cự nhân cả đời đều không gặp qua mấy cái. Kẻ như vậy, không lập tức làm chết, cho đối phương một đoạn thời gian, nói không chừng liền sẽ trở thành tâm phúc đại hỏa. Cho nên, tuyệt đối phải đem cái này ra hỏa xử lý. Hắn muốn đem nguy cơ bóp chết trong trứng nước. Ba chít chít, trong tay hắn tống thư hàng bị bóp nát, vô số tóc đen phiêu tán một chỗ, nhưng là, điên cuồng lui lại bên trong thạch cự nhân đột nhiên con người co rụt lại. Tại hắn đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay thời điểm, xúc cảm không đúng. Những này phiêu tán tóc đen là kia nhân loại không sai nhưng hắn bóp nát phẳng phất chỉ là một cái khí cầu, không có nhục thể loại kia xúc cảm. Hạch tâm thế giới bên trong. Tống thư hàng sờ lên bản thân trần trùng trục đầu, ta còn tưởng rằng bản thân kém chút liền muốn bắt đầu dùng, mệnh phù. Vừa rồi thạch cự nhân một chiêu kia, không gian quấy nhiễu, hoàn toàn chính xác quấy nhiễu được hạch tâm thế giới truyền tống bất quá hôm nay hạch tâm thế giới vừa vặn thăng cấp một số thăng cấp sau hạch tâm thế giới truyền tống công năng biến càng mạnh hơn mặc dù vẫn như cũng nhận thạch cự nhân chiêu kia không gian quấy nhiễu ảnh hưởng nhưng hạch tâm thế giới cuối cùng vẫn đem tống thư hàng thành công kéo vào bất quá thư hàng tóc bị lưu ra đến bên ngoài tóc này chính là không gian bị quấy nhiễu sau kết quả tống thư hàng lòng còn sợ hãi còn tốt lần này bị quấy nhiễu sau lưu lại chính là tóc nếu như bị không gian quấy nhiễu phía sau lưu lại chính là cái khác trọng yếu thân thể bộ vị cái kia tạc bạn. Suy tư, tống thư hàng vận chuyển, tăng phát thuật, thúc đẩy sinh trưởng tóc. Sau một khắc, một đầu đến lưng tóc dài nhanh chóng mọc ra. Tống thư hàng hất đầu, tóc đen mềm mại có sáng bóng, dùng phiêu nhu chính là tự tin như vậy. Mẹ trứng, lại lớn lên quá dài. Tống sư huynh, vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện thạch cự nhân, là cửu phẩm kiếp tiên sao? Thì thanh âm bên trong đều mang run rẩy hỏi, đã tống thư hàng đã trước tiên đưa các nàng kéo vào hạch tâm thế giới, nhưng thạch cự nhân hiện thân lúc tự mang khí thế cùng uy áp, vẫn là cho thi mang đến rất lớn trùng kích. Tống thư hàng nhẹ gật đầu. Hiện tại an toàn sao? Tô thị A thập lục dò hỏi. Tống thư hàng lắc đầu, còn không xác định, bất quá thời khắc cuối cùng xích tiêu tử tiền bối tựa hồ xuất thủ. Hắn cũng không xác định tình huống bên ngoài, nhưng ở chốn hạch tâm thế giới trước, hắn mơ hồ thấy được cái kia trói mắt một đao, phần thiên trừ hải hỏa diễm đao. Chúng ta muốn ở chỗ này ở lại sao? Tiểu thải hỏi. Đừng nóng vội, ta thả công đức xà mỹ nhân ra ngoài, thay thế ta dò đường. Tống thư hàng đạo. Chỉ cần tống thư hàng bất tử, công đức xà mỹ nhân bất tử bất diệt, thích hợp nhất đi dò đường. Tại là, một lát sau, lại là một trận không gian ba động, công đức xà mỹ nhân hóa thành tống thư hàng bộ dáng từ hạch tâm thế giới bên trong hiện thân. Hóa thành tống thư hàng bộ dáng, mới tốt hấp dẫn cửu hận. Vừa hiện thân phía sau nàng liền nhìn thấy cách đó không xa, thạch cự nhân đang cùng một thanh kiếm sắc rằng co. dữ liệu, xích tiêu tử đạo trưởng, nhưng không có hiện thân. Ngọa thảo, người tại sao lại hiện thân? Xích tiêu kiếm nhìn thấy tống thư hàng, lại xuất hiện lúc, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Không phải mới vừa đã chạy rơi mất sao? chạy mất trong thời gian ngắn cũng đừng đi ra a à, đi ra làm gì a à. công đức xà mỹ nhân bản tống thư hàng méo một chút đầu bày ra một cái bán manh biểu lộ nhận lấy cái chết thạch cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng trong hư không trong nháy mắt hiển hiện phát thiên cái địa làm bằng đá binh khí thạch búa thạch nhu thạch kiếm thạch đao phát thiên cái địa chém về phía tống thư hàng xích tiêu kiếm thân hình khẽ động ngăn tại tống thư hàng trước mặt kiếm quang hất lên nổ lên một mảnh đao mang đem tất cả làm bằng đá vũ khí toàn bộ đánh nát. Còn thất thần làm gì, chạy mau a, à. đừng trở về, nơi này quá nguy hiểm, xích tiêu kiếm kêu lên. Nhưng mà, vị này, tống thư hàng, lại đem đầu từ bên trái lệch ra đến bên phải, tiếp tục bán manh nhìn qua xích tiêu kiếm cùng thạch cự nhân. Xích tiêu kiếm trong lòng chọc tức, con hàng này ngớ ngẩn. Ha ha ha, thạch cự nhân cuồng thiếu một tiếng, xích tiêu tử cái kia lão tạp mau không ở, mà lại tựa hồ cũng không có muốn đuổi tới được ý tứ chỉ lưu một thanh xích tiêu kiếm ở đây đây là trời tải trợ hắn sau một khắc thạch cự nhân bạo phát hắn vung tay lên một cái lại là vô số làm bằng đá vũ khí điên cuồng hiển hiện không chỉ có như thế hắn há mồm phun một cái kiếm khí sắc bén phun ra dựa 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 vào xích tiêu kiếm phiền muộn hắn chỉ là một thanh thông linh thần kiếm cần phải có chủ nhân sử dụng nó mới có thể phát huy ra mạnh nhất hiệu quả để nó một mình lực chiến thạch cự nhân quá làm kiếm khó khăn thạch cự nhân thế nhưng là trường sinh giả cái này một cấp bậc tồn tại coi như thủ thiên hỏa phần thân tổn thương lực chiến đấu của hắn vẫn như cũ mạnh hơn so với cửu phẩm kiếp tiên đẳng cấp này hết lần này tới lần khác sau lưng cái này đổ đần ngớ ngẩn đồng dạng không biết tránh né vậy mà ngốc ngốc đứng đấy bất động người muốn chết liền bản thân chết ga tiếp xuống cái này một đợt ta cũng vô pháp cam đoan đỡ được chết đừng trách ta xích tiêu kiếm trầm giọng nói. Hắn vẫn như cố toàn lực chém ra đao mang, đi ngăn cản thạch cự nhân tiến công nhưng lần này, hắn không cách nào đem thạch cự nhân tất cả công kích ngăn lại. Trường sinh giả cấp bậc công kích, dù là chỉ là pháp thuật bộ phận hiệu quả, đằng sau cái này, tống thư hàng cũng nhất định phải bị triển thành cạn bã. Hắn đã tận lực, nhưng cái này, tống thư hàng, thật muốn muốn chết, hắn cũng không có cách nào. Siêu có một đạo thạch mâu đột phá xích tiêu kiếm đao mang, đâm vào Tống Thư Hàng trên thân thể. Công đức xà mỹ nhân biến thành, Tống Thư Hàng không có tránh né, cứ như vậy ngây ngốc bị thạch mâu thọc cái lỗ thùng. Hạch tâm thế giới bên trong, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, một trận thở dài hắn đã có thể đoán được, tiếp đó, đến phiên công đức xà mỹ nhân biểu diễn thời gian. Nàng khẳng định phải trình diễn nhất cục, giả chết cho hay. Tiếp đó, chính là cây con mắt, a a a a, kêu thảm, cùng xà mỹ nhân ngã xuống đất giả chết hình ảnh. Tật xấu này, liền không thể sửa đổi một chút sao. Tống Thư Hàng thở dài. Đang lúc Tống Thư Hàng suy nghĩ khẽ động thời khắc, ngoại giới phát sinh biến hóa. Công đức xà mỹ nhân bản, Tống Thư Hàng, run rẩy rũi ra hai tay, bắt lấy chọc vào ngực thạch mâu. Sau một khắc, có một đợt âm nhạc vang lên. Một cái nhu hòa thanh âm cô gái, lấy thúc người rơi lệ điệu, hát lên một bài bi thương âm nhạc công nước xà mỹ nhân biến thành, tống thư hàng, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo ôn nhu thần sắc, tiếp cận thạch cự nhân. Hoa đào trước khi chết nói cho ta biết người yêu nhất người có phải hay không ta công nước xà mỹ nhân biến thành tống thư hàng, hé mồm nói. Khóe miệng của hắn có máu tươi chảy ra, nhưng hắn ánh mắt nhu tình như nước. Xích tiêu kiếm cứng lại rồi. Đối diện thạch cự nhân cũng ngẩn người. Lúc này, cái kia thủ bi tình tiếng ca, hát đến cao vút nhất thời điểm không, ta cho tới bây giờ chưa từng yêu ngươi. Lúc này, một cái lãnh khốc giọng nữ vang lên. Ngươi thật là một cái tàn khốc nữ nhân tại ta chết thời điểm liền lừa một chút ta đều không nguyện ý sao nhưng là, ta thích, chính là tàn khốc như vậy ngươi đây. Công đức xà Mỹ nhân bản, Tống Thư Hàng tiếp tục hé mồm nói. Sau khi nói xong, Tống Thư Hàng, thân hình ẩm vang ngã xuống đất, chết, rơi mất. Cái kia thủ bi tình tiếng ca, bắt đầu tiến vào, kết thúc công việc, giai đoạn tiếng ca càng ngày càng thê lương. Là ngươi, thạch cự nhân giận dữ hết. Hắn nhớ tới một hồi trước, hắn bị cưỡng ép bắt bỏ vào cửu u thế giới trước, tên nhân loại này cũng là dạng này, giết thế nào đều giết không chết. Mỗi nhận một lần vết thương chí mạng lúc, liền sẽ a a a a quái khiếu ngã xuống đất. Về sau hắn tại cửu u thế giới bên trong suy nghĩ thật lâu, xác định về sau xuất hiện cái kia, tống thư hàng tuyệt đối không phải bản thể. Mà là một cái bất tử bất diệt quái vật, bắt trước thành tống thư hàng, bộ dáng Xích tiêu kiếm, phảng phất là bị thạch cự nhân nhận ra, công đức xà mỹ nhân chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đưa tay đem trên người thạch mâu lôi ra đến, ném qua một bên. Sau đó, nàng tiếp tục nghiêng đầu, nhìn qua thạch cự nhân cùng xích tiêu kiếm. Thạch cự nhân nắm chặt nắm đấm, đã không giết được ngươi, vậy ta liền đưa ngươi phong ấn, ta ngược lại muốn xem xem ngươi rốt cuộc là thứ gì. Đồng thời, thạch cự nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm xích tiêu kiếm. Lần này lại bị nhân loại kia trốn, bất quá, tại xích tiêu tử chạy tới trước, hắn có thể đem chuôi này, xích tiêu kiếm, cho hủy đi, đoạn xích tiêu tử lão thất phu một tay. Trước hủy xích tiêu kiếm, lại đem cái kia làm sao đều giết không chết đồ vật phong ấn. Nghĩ tới đây, thạch cự nhân thân hình đột nhiên phóng tới xích tiêu kiếm. Từ trong thân thể của hắn, thiên hỏa dâng trào hắn vậy mà không còn kiềm chế trên người mình thiên hỏa tổn thương, quyết tâm muốn trong khoảng thời gian ngắn đem xích tiêu kiếm biến thành sắt vụn. Xích tiêu kiếm cảm ứng được áp lực nặng nề. Đã tống tiểu hữu cùng hành yêu đều đã trải qua bình an vô sự, vậy ta cũng là thời điểm rời đi. Xích tiêu kiếm thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, hắn liền chuẩn bị bỏ chạy rời đi. Mà đúng lúc này, một đầu trắng noãn tay nhỏ đưa tay về phía trước, đem xích tiêu kiếm nắm trong tay. Là công đức xà mỹ nhân. Thả ta ra, xích tiêu kiếm kêu lên. Nhưng công đức xà mỹ nhân lại không buông tay, nàng nắm lấy xích tiêu kiếm huy vũ một chút. Sau đó, cổ tay nàng nhất chuyển, học tống thư hàng vung vẩy, phần thiên hỏa diễm đao, lúc bộ dáng chương 1137, sức chiến đấu phá Trần Vân tức tử tiền bối. Nhưng là, nàng căn bản không có học qua, phần thiên hỏa diễm đao, chỉ học được cái giá thức. Cổ tay nàng lật một cái, mạnh nữa phung ra một đao xoạt một đạo đao mang bị nàng chém ra nhưng cái này đạo đao mang chỉ là rất phổ thông trảm kích uy lực cũng rất yếu đối diện thạch cự nhân đối mặt dạng này trảm kích không trốn không né ngạnh kháng giết tới đây công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt lại tiếp tục dùng sức vung mấy lần xích tiêu kiếm nhưng chém ra tới vẫn như cũng chỉ là phổ thông trảm kích đao mang xích tiêu kiếm nổi giận người lại không học qua phần thiên hỏa diễm đao vùng cọng lông a đi thay cái hội, phần thiên hỏa diễm đao, tới ra lại đao A. À. Ha ha ha, cơ hội tốt, vừa vặn đem bọn người một mẻ hốt gọn. Thạch cự nhân cuồng tiếu, thân hình khẽ động đã trong nháy mắt vọt đến công đức xà mỹ nhân bên người. Hắn dơ quả đấm lên, trên đó có, đại địa pháp tắc, lực lượng ngưng tụ, hung hăng một quyền hướng phía công đức xà mỹ nhân cùng xích tiêu kiếm nện xuống. Công đức xà mỹ nhân biến thành tống thư hàng thấy thế, đột nhiên mở to miệng, sau đó nàng một thanh đem xích tiêu kiếm nuốt nhập trong miệng nàng đây là dùng phương thức của mình đi bảo hộ xích tiêu kiếm dù sao nàng bảo hộ tống thư hàng thời điểm chính là đem tống thư hàng bao quanh bao khỏa xích tiêu kiếm đừng a à, thật là buồn nôn người đây là muốn biểu diễn nuốt kiếm sao đây là địa phương nào oanh thạch cự nhân một quyền nện xuống trực tiếp liền đem công đức xà mỹ nhân đập bể công đức xà mỹ nhân bị nện thành đầy trời điểm sáng màu vàng óng tiêu tán ra. Công đức chi lực, thạch cự nhân trong lòng hơi động, hắn lúc này mới nhận ra xà mỹ nhân thân phận. Chẳng lẽ là nhân loại kia đem công đức chi lực cụ hiện hóa? Khó trách khí vận như thế nghịch thiên, có thể đem công đức chi quang cụ hiện hóa, cái này cần muốn tích lũy xuống bao lớn công đức. Thạch cự nhân trong lòng minh mộ tới, tích lũy lớn như vậy công đức phía sau liền xem như phổ thông tu sĩ, khí vận cũng sẽ biến rất tốt. Chỉ là cái kia tiểu tu sĩ, cũng liền tam tứ phẩm tu vi, tại sao lại có khổng lồ như vậy công đức chi lực? Không phải là đặc thù nào đó chuyển thế chi pháp, tại chuyển thế phía sau còn có thể giữ lại to lớn công đức hay sao? Trong lòng trong lúc suy tư, thạch cự nhân lại tìm kiếm lên, xích tiêu kiếm tung tích. Vừa rồi hắn nhìn thấy xích tiêu kiếm bị cụ hiện hóa công đức chi quang nuốt vào, hiện tại công đức chi quang bị hắn đạp nát, nhưng xích tiêu kiếm nhưng không thấy tung tích. Không có không gian ba động, thạch cự nhân nhíu mày sau đó hắn vung tay lên một cái tại bốn phía bố trí xuống không gian kết giới đồng thời theo hắn suy nghĩ cùng một chỗ trên mặt đất hiện lên bốn bức tường cao đem chọn cái không gian phong ấn kể từ đó triệt để đoạn tuyệt xích tiêu kiếm cùng cái kia công đức chi quang cơ hội chạy trốn tại thạch cự nhân bố trí xong lúc cách đó không xa vô số điểm sáng màu vàng óng lại bắt đầu một lần nữa tổ hợp cuối cùng cái kia kim sắc điểm sáng lại biến thành một vị hoàn toàn mới tống thư hàng chỉ là hình thể so với trước đó rút lại một vòng đánh nát cũng còn không chết thạch cự nhân lá gan bộ ẩn ẩn có chút đau lúc này mới tống thư hàng vươn tay ra ấn tại trên cái miệng của mình sau đó xích tiêu kiếm bị hắn từ trong miệng một lần nữa lôi ra đi ra liền cùng biểu diễn nuốt kiếm gánh xiếc đồng dạng buồn nôn thật là buồn nôn hiện tại có thể buông ta ra a à. nhiệm vụ của ta kết thúc muốn rời đi xích tiêu kiếm đạo thạch cự nhân, rời đi. Ngươi cho rằng bản thân còn có thể rời đi sao? Hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi đánh thành sắt vụn. Xích tiêu kiếm đồng dạng chú ý tới không gian bốn phía kết giới, còn có cái kia bốn bức tường cao, lại thêm một cái không giới hạn, trực tiếp đem nơi này biến thành một cái mật thất. Phiền phức lớn rồi. Đều tại ngươi tên ngu ngốc này, nắm lấy ta làm cái gì? Nếu như không phải ngươi, ta đã sớm chạy mất. Xích tiêu kiếm trách cứ, Kỳ thật hắn trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, ấn lý thuyết, lấy thực lực của nó, coi như bị công đức xà mỹ nhân nắm lấy, muốn tránh thoát cũng rất đơn giản. Nhưng đối phương tay nắm lấy hắn lúc, hắn lại có loại không cách nào chống cự, cứ như vậy tà môn bằng từ cỗ này hiện hóa công đức chi quang đem hắn nắm lấy. Công đức xà mỹ nhân vung lấy xích tiêu kiếm, một trận chém loạn. Đừng bổ, người cũng sẽ không, phần thiên hỏa diễm đao, lại bổ cũng bổ không suốt đao pháp tới thật muốn thử một chút, phần thiên hỏa diễm đao, liền sẽ đao pháp tên kia lôi ra tới. Chỉ cần hắn cùng ta phối hợp, liền có thể chém ra một đao uy lực không tệ hỏa diễm đao, không nói xử lý cái này thạch đầu, nhưng đánh lui hắn tuyệt đối không có vấn đề. Xích tiêu kiếm đạo, công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu, tựa hồ có chút tức giận. Sau đó, trên người nàng khí thế chuyển đổi. Nàng không còn bảo trì tống thư hàng bộ dáng, thân hình bắt đầu kéo dài, trực tiếp hóa ra bản thân bản thể bộ dáng. Đồng thời, một loại quân lâm thiên hạ khí thế, từ trên người nàng hiển hiện ra. Xích tiêu kiếm ngẩn người, lập tức không có thích ứng công đức xà mỹ nhân đại biến thân. Công đức xà mỹ nhân hai tay nắm ở xích tiêu kiếm chui kiếm, đem kiếm cao cao dơ đến đỉnh đầu. Ở trên người nàng, cái kia kim sắc công đức chi quang tăng vọt. Sáng lên, xích tiêu kiếm kêu lên, kim sắc công đức chi quang, đem hắn cũng nhuộm thành màu hoàng kim. Cái này khiến hắn cảm giác thân kiếm có chút nóng lên, cho nên nhịn không được kêu thành tiếng. Nhìn lấy công nước xà mỹ nhân dơ cao xích tiêu kiếm bộ dáng, đối diện thạch cự nhân vậy mà không có phát động công kích, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn qua công nước xà mỹ nhân, hắn cảm giác mình hẳn là ở đâu gặp qua cái này, công nước xà mỹ nhân. Công nước xà mỹ nhân thân hình ướn lên thẳng tắp, xích tiêu kiếm thượng kim sắc quang mang, càng phát ra sáng lên. Kim sắc kiếm quang, như hỏa diếm thượng đằng, ngưng làm một đạo cột sáng. Mà trên người nàng khí thế, càng phát ra cường thế, phảng phất vương giả dáng lâm. Sau một khắc, nàng thân hình hướng về phía trước rời hai bước, hai tay giơ cao lên xích tiêu, hung hăng chém xuống. Oanh! Đao ý nở rộ, ánh đao màu vàng óng, liền như là thủy triều đồng dạng tuôn hướng thạch cự nhân. Mà giờ khắc này, thạch cự nhân lại phảng phất giống như là bị khóa định đồng dạng, không cách nào động đậy. Ánh đao màu vàng óng, trên người nó nổ tung lên, lóa mắt đến cực điểm. Nếu luận mỗi về khí thế cùng ẩn chứa trong đó đao ý, một đao kia không ở, phần thiên hỏa diễm đao, phía dưới. Ánh sáng màu hoàng kim tràn ngập toàn bộ phong bế không gian. Đáng tiếc duy nhất chính là, công đức xà mỹ nhân cảnh giới không đủ nàng chém ra một đao kia, uy lực gần như chỉ ở tứ phẩm đến ngũ phẩm tả hữu Ánh sáng màu vàng óng tán đi, đối diện thạch cự nhân vỗ vỗ thân thể của mình, lông tóc không tổn hao gì. Cảm giác thượng liền phảng phất bị một cái đại hào pháo sáng nổ đồng dạng xích tiêu kiếm. Mặc dù quên gặp qua ngươi ở nơi nào, bất quá không quan trọng. Thạch cự nhân nói, chờ đưa ngươi phong ấn, có nhiều thời gian nghiên cứu ngươi. Sứt lời, thạch cự nhân hai tay sát nhập, mật thất không gian càng ngày càng nhỏ. Hắn muốn trực tiếp đem xích tiêu kiếm cùng công đức xà mỹ nhân phong ấn. Uy, tiếp tục như vậy nữa hai chúng ta đều muốn chơi xong. Có đảo mệnh chi pháp sao? Xích tiêu kiếm hỏi. Hạch tâm thế giới bên trong, tống thư hàng đối công đức xà mỹ nhân hạ rút về mệnh lệnh cũng để cho nàng mang theo xích tiêu kiếm cùng một chỗ về hạch tâm thế giới công đức xà mỹ nhân lắc lắc xích tiêu kiếm tựa hồ rất không hài lòng dáng vẻ bất quá công đức xà mỹ nhân vẫn là nhu thuận nghe theo tống thư hàng mệnh lệnh nàng thân hình chậm rãi lui lại cả người cứ như vậy dung nhập vào không gian bên trong thạch cự nhân đột nhiên cười lên ha ha ta chờ chính là lúc này nhiều lần nhân loại kia cùng trước đó tiểu cô nương đều đột nhiên biến mất không thấy gì nữa cảm giác thượng giống như là bị dịch chuyển không gian nhưng lại không nhận không gian quấy nhiễu ảnh hưởng hắn hoài nghi đối phương không gian pháp thuật có phải hay không một cái thông đạo riêng biệt cho nên hắn một mực đang chờ cơ hội hắn ý đồ tại đối phương rút về đến không gian đặc thù thông đạo trong nháy mắt bắt lấy tọa độ trực tiếp đi vào các ngươi trốn không thoát thạch cự nhân nhe răng cười thân hình lóe lên trực tiếp xuất hiện tại công nước xà mỹ nhân trước người. Đồng thời, hắn sử dụng không gian thủ đoạn, liền muốn đem cái này đặc thù không gian thông đạo mở rộng. Nhưng thạch cự nhân, không gian năng lực, lại không cách nào ảnh hưởng đến hạch tâm thế giới cùng hiện thế liên tiếp. Hạch tâm thế giới, xuất từ đệ tam thiên đạo ban văn long thiên đạo chi thủ, quỷ dị khó lường, liền thiên kiếp thế giới đều không thể triệt để ngăn trở hắn. Không có tống thư hàng đồng ý, thạch cự nhân không cách nào cưỡng ép tiến hành hạch tâm thế giới làm sao có thể? Thạch Cự Nhân không dám tin. Mà đúng lúc này, Thạch Cự Nhân sau lưng truyền đến một trận không gian ba động. Sau đó, có một trận giả thiên cái địa khí thức tà ác hiển hiện, loại kia sa đọa đến cực hạn tà năng, để Thạch Cự Nhân thân thể không tự chủ được run rẩy. Nha, tìm tới ngươi. Vậy mà thừa dịp ta thí nghiệm thời điểm đào tẩu, quả nhiên không thể xem thường hiện thế trường sinh giả a. À. Một giọng nói ngọt ngào thời gian vang lên. Thạch Cự Nhân xoay đầu lại liền nhìn thấy cái kia mái tóc đen dài nữ tử, xuất hiện tại hắn thành lập trong không gian kín. Mái tóc dài màu đen này nữ tử, tóc dài như là áo choàng đồng dạng dày đặc. Không có khả năng, thạch cự nhân kinh hô một tiếng, thân hình khẽ động, trực tiếp mở ra không gian chi môn, liền chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, cái kia mái tóc đen dài nữ tử bước về phía trước một bước, đưa tay một vòng. Phảng phất như là dùng cục tẩy lau đi không hài lòng, vẽ trực tiếp đem thạch cự nhân mở ra không gian chi môn cho xóa đi. Sau đó, mái tóc đen dài nữ tử bắt lấy thạch cự nhân chân, dùng sức trên mặt đất một đập. Oanh, đất trời rung chuyển. A à, thạch cự nhân hét thảm một tiếng, từ mái tóc dài màu đen kia trên người nữ tử, có khổng lồ tà năng rót vào thân thể của hắn, đem hắn thân thể tầng tầng phong ấn, để hắn đã mất đi hành động lực, giống đầu cá ướp muối đồng dạng nằm trên mặt đất không cách nào động đậy. Tiếp đó, mái tóc đen dài nữ tử lại quay đầu nhìn về hư không. Ở nơi đó, có một con mắt lơ lửng trong hư không là công đức xà mỹ nhân thân thể một bộ phận. Trước đó bị thạch cự nhân đánh tan phía sau nàng còn có một bộ phận thân thể bị có mang về. Bộ phận này thân thể hóa thành một con mắt, tiếp tục đánh giá ngoại giới. Hạch tâm thế giới bên trong. Tống Thư Hàng mở to hai mắt nhìn, vân tước tử tiền bối. Vị này đang tràng mái tóc đen dài nữ tử, chính là cửu châu nhất hào quần bên trong nhân viên quản lý, huyền nữ môn vân tước tử. Đây là một vị so tam lãng còn muốn tìm chết tồn tại. Nhưng lúc này vân tước tử quá treo đi, liền xem như đã vượt qua, bát phẩm ma kiếp, nhưng phất tay lúc đem thạch cự nhân cho lật tung, đây tuyệt đối không phải bát phẩm có thể làm đến sự. Sức chiến đấu hoàn toàn phá trần có được hay không? Ha ha, huyền nữ môn vân tước tử nhìn qua cái này con mắt vàng kim, cười ha ha, tiện tay nàng đưa tay liền chuẩn bị đem con mắt này phá hủy. Công đức chi quang, nàng xem thấy liền chán ghét. Chỉ là, khi nàng vừa khoát tay, đột nhiên sắc mặt kịch biến. Sau đó nàng ôm đầu, thống khổ ngồi xổm xuống, phát ra từng đợt thống khổ than nhẹ. chương 1138, thật phần thiên hỏa diễm đao. Khóc khóc, phân tước tử tiền bối lại đột nhiên ôm đầu, bắt đầu lăn lộn đầy đất. Chỉ thấy nàng thật nhanh từ trái lăn đến phải, một mực lăn ra 100 mét xa. Sau đó, lại từ phải lăn đến trái, phi tốc chạy trở về nguyên địa, lòng vòng như vậy. Có chút băng, nhưng lại có chút manh. Giống đầu cá ướp muối đồng dạng nằm dưới đất thạch cự nhân một mặt mộng bức, đồng thời trong lòng lại có chút hơi sợ, không biết vị này cửu u thế giới đại lão muốn chơi trò siếc gì. Hạch tâm thế giới tống thư hàng một mặt im lặng. Thế nào, tống sư huynh, hạch tâm thế giới bên trong, thì la lị hiếu kỳ hỏi ta thấy được một cái có vẻ như vân tước tử tiền bối người. Tống Thư Hàng đáp, vị này hình như là vân tước tử tiền bối, không chỉ có sức chiến đấu phá trần, mà lại nàng màu tóc cũng cùng vân tước tử tiền bối khác biệt. Vân tước tử tiền bối tóc dài là màu băng lam, đặc biệt lóa mắt. Mà vị này có vẻ như vân tước tử tiền bối, lại là tóc đen. Nhưng cái này cũng có thể là vân tước tử tiền bối vượt qua, bát phẩm ma kiếp tay, nhận cửu u tà năng ô nhiễm, cho nên màu tóc sản sinh biến hóa vân tước tử tiền bối độ kiếp thành công, nhanh như vậy, Tô Thị A thập lục kinh ngạc nói. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ phía sau nói, ta hiện tại còn không cách nào xác định vị này là không phải vân tước tử tiền bối, tình trạng của nàng có chút cổ quái. Chờ ta đem hình ảnh cùng hưởng cho các ngươi. Đang khi nói chuyện, công nước xà mỹ nhân hiện thân tại Tống Thư Hàng bên người, trong tay nàng còn đang nắm chuôi này, xích tiêu. Hiện thân phía sau nàng đem xích tiêu hướng trên mặt đất cắm xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn lấy Tống Thư Hàng. Nơi này là địa phương nào? Xích tiêu kiếm, đánh giá mảnh không gian này, dò hỏi. Tống thư hàng chính trả lời hắn lúc, công đức xà mỹ nhân lại đột nhiên lại đưa tay đem hắn tóm lấy, sau đó nàng chu cái miệng nhỏ, lại đem, xích tiêu, cho nuốt mất. Uy uy uy, đừng lại nuốt ta à, coi như ngươi là mỹ nhân, nhưng bị nuốt vào đi cảm giác vẫn là rất quái lạ, lại phải tiến vào, a à a à a. À. Xích tiêu kiếm kêu to, lần nữa bị tàn nhẫn nuốt lấy. Tống thư hàng, Tô Thị A thập lục, thi cùng tiểu thải, bị nuốt lấy phía sau xích tiêu kiếm yên tĩnh trở lại. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, sau đó bình tĩnh xoay người lại, đem hạch tâm thế giới bên ngoài hình ảnh cùng hưởng cho mọi người. Trong hình ảnh, mái tóc đen dài vân tước tử tiền bối, còn tại khóc, điên cuồng lăn lộn lấy. Mà trước đó uy phong lẫm lẫm thạch cự nhân, hiện tại như là một đầu phơi khô cá ướp muối, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đây là có chuyện gì? Tô Thị A Thập Lục Hiếu kỳ hỏi. Ngay tại chúng ta tiến vào hạch tâm thế giới thời điểm, vân tước tử tiền bối đột nhiên hiện thân, nàng là lợi dụng không gian lực lượng xuất hiện. Sau đó, nàng nắm lấy thạch cự nhân vung mạnh, đem hắn chế phục. Lại nói tiếp, giống như các người thấy, nàng đột nhiên bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn. Tống Thư Hàng nhún vai, đạo. Thi, vân tước tử tiền bối đang khóc. Tiểu thải, nàng xem ra rất thống khổ bộ dáng. Muốn đi ra ngoài tiếp xúc một chút nàng sao? Tô Thị A thập lục câu mày hỏi. Ta cảm giác có chút cổ quái. Phân thức tử tiền bối không chỉ có thể sử dụng không gian lực lược, sức chiến đấu phá trần, mà lại nàng màu tóc đều sản sinh biến hóa. Chúng ta trước tiếp tục xem nhìn lại nói. Tống thư hàng đạo. Ngoại giới, phân thức tử vừa khóc vừa gào, lăn lộn sau một lúc lâu, cuối cùng từ trên mặt đất bỏ lên. Nàng đưa tay lau nước mắt. Đau quá, muốn chết vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra, sai lầm chỗ nào. Nàng lầm bầm lầu bầu, vì sao đột nhiên nhức đầu muốn mạng, đơn giản muốn mạng. Quả nhiên thí nghiệm vẫn có vấn đề, quay đầu còn phải lại nghiên cứu một chút vân tước tử lầm bầm nói. Sứt lời, nàng lại khẽ vươn tay nhắm ngay tống thư hàng lưu lại khối kia, công đức chi quang, lần nữa chuẩn bị đem hắn vỡ nát. Nhưng khi nàng vừa khẽ vươn tay, loại kia muốn mạng đau đầu cảm giác lại dâng lên. Nàng lại ôm đầu ngồi xổm xuống, khóc ròng ròng. Tống thư hàng, Tô thị A thập lục, tiểu thải thi. Vân Tước Tử tiền bối lại ngồi xổm khóc nửa ngày, sau lưng nàng tóc dài trải rộng ra như thảm đồng dạng trải tại sau lưng. Khóc khóc, từ đỉnh đầu nàng vị trí bắt đầu, màu tóc bắt đầu biến ảo. Nguyên bản đen kịt màu tóc, bắt đầu hướng màu lam chuyển biến. Đầu tiên là một mảnh nhỏ màu lam, sau đó liền như là bị đạp đổ quân bài đồng dạng nhanh chóng hướng phía dưới lan tràn. A a a, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Vân Tước Tử ngẩng đầu, hoảng sợ kêu to lên. Nàng cảm giác quá không đúng. Rõ ràng cỗ thân thể này đã triệt để bị cửu u tà năng đồng hóa, sa đọa. Nhưng bây giờ, cỗ thân thể này vậy mà tại trở lại như cũ. Một lát sau, a à, nha nha, đau đau đau, muốn mạng, mỗi lần đều như vậy, liền không thể nhẹ nhàng một chút sao. Bất quá, Ta vân tước tử lại đã về rồi, vân tước tử xoa huyệt thái dương, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, sau đó nàng lớn tiếng gieo hò đạo. Lúc này, nàng màu tóc đã biến thành nửa đen nửa lam, mà màu lam bộ phận còn tại không ngừng mở rộng. Tại màu tóc khôi phục đồng thời, nàng cái kia người bị cửu U tàn năng ảnh hưởng làn da màu tím cũng bắt đầu khôi phục. A, à, không cần A, à, làn da trước không cần khôi phục A. À. Toàn bộ làn da màu tím rất khêu gợi A. À để cho ta lại nhiều chơi một đoạn thời gian. Vân tước tử kêu lên. Nhưng đột nhiên, nét mặt của nàng biến đổi, biến lãnh khốc. Tại sao lại dạng này, ta lặp đi lặp lại kiểm tra nhiều lần. Linh hồn của ngươi đã triệt để chôn vùi, vì sao lại phục sinh. Sau một khắc, vân tước tử biểu lộ lại khôi phục thành loại kia hoạt bát tiếu dung. Ha ha ha, cho nên, ngươi thừa cơ đoạt xá thân thể của ta sao. Vô dụng, thân thể của ta, ai cũng không có khả năng cướp đi nha. Ngươi đừng uổng phí sức lực. Vân tước tử biểu lộ lại biến thành lãnh khốc hình dáng, càng ngày càng thú vị, nhưng cứ như vậy, ta ngược lại cảm giác càng có ý tứ, trước cho ta về cửu u thế giới đi, để cho ta mới hảo hảo nghiên cứu một chút thân thể của ngươi. Biểu lộ lại biến, hoạt bát hình dáng vân tước tử nói, không làm, ta mới không cần lại về cửu u đi độ cái kia nhàm chán, ma kiếp quá rác rưởi. Ta hiện tại muốn đi độ hiện thế bát phẩm thiên kiếp, ta là muốn trở thành thiên niên đệ lục thánh nữ nhân, sau cái số này, ta thích nhất lãnh khốc hình dáng vân tước tử, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu quả như thật bị tiến vào độ kiếp không gian, phiền phức của nàng liền lớn. Suốt lời, lãnh khốc hình dáng vân tước tử vung tay lên một cái, trong hư không mở ra một cái không gian vết nứt. Ngay sau đó, vân tước tử thân thể, kiên định hướng không gian thông đạo đạp đi. Hạch tâm thế giới, không thể để cho vân tước tử tiền bối bị mang đi, thân thể của nàng bị người đoạt xá. Tống thư hàng đạo, nghĩ biện pháp phá hư nàng không gian thông đạo hoặc là đưa nàng thân thể kích thương, để cho nàng không cách nào động đầy. Lúc này, công nước xà mỹ nhân thể nội phát ra âm thanh là xích tiêu kiếm xuất hiện ở tiếng. Tống thư hàng nhìn qua xích tiêu kiếm, nhãn tình sáng lên. Xích tiêu kiếm đạo hiếu, giúp ta một chút sức lực. Tống thư hàng đạo, xích tiêu kiếm trước đó liền đề cập tới, nếu có người hội, đốt đến hỏa diễm đao, lại lấy hắn làm phụ trợ, liền có thể chém ra bá đạo một đao dạng này, có lẽ có thể kéo lại vân tước tử. Xích tiêu kiếm nói, trước đem ta từ trong bụng của nàng phóng xuất. Tống thư hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, công đức xà mỹ nhân đem xích tiêu kiếm một lần nữa lấy ra. Tống thư hàng đưa tay phải ra, chuẩn bị từ trong tay nàng tiếp nhận xích tiêu kiếm. Nhưng lúc này, công đức xà mỹ nhân lại méo một chút đầu nàng tựa hồ rất vừa ý, xích tiêu. Một lát sau, nàng đột nhiên tới gần tống thư hàng, chen đến tống thư hàng trong ngực thể tích bị Thạch Cự Nhân đánh nát phía sau rút lại số một nàng, vừa vẫn có thể làm ra loại này, y như là chim non nép vào người, động tác. Sau đó, nàng đem chính mình tay phải dựa vào hướng Tống Thư Hàng tay phải. Liên tiêu chuẩn này kém, tay phải của nàng dung nhập vào Tống Thư Hàng trong tay phải. Kể từ đó, phảng phất như là nàng và Tống Thư Hàng cùng một chỗ nắm, xích tiêu. Tống Thư Hàng, bất quá đồng thời, hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên lãnh khốc trạng thái vân tước tử sức chiến đấu phá trần, trực tiếp treo lên đánh trường sinh giả cấp bậc thạch cự nhân. Nếu như Tống Thư Hàng trực tiếp hiện thân, đối phương chỉ cần đưa tay một triển, liền có thể đem hắn triển chết. Đến lúc đó, còn không có cứu vân tước tử, ngược lại phải bồi thường thượng chân quý, mệnh phù. Mà công đức xà mỹ nhân bây giờ cùng hắn, nửa mở thể, trạng thái, cũng rất có ý tứ. Đi, người về hiện thế, Tống Thư Hàng đối công đức xà mỹ nhân ra lệnh hắn muốn nếm thử một cái phương án. Nghe theo tống thư hàng mệnh lệnh, công đức xà mỹ nhân thân hình xuyên qua rồi không gian, xuất hiện tại hạch tâm thế giới bên ngoài. Bất quá, tống thư hàng nhưng không có hiện thân. Nói đúng ra là tống thư hàng không có toàn bộ hiện thân, liền như là những cái kia, chỉ đem đầu đạn hạt nhân gạt ra không gian, thiên kiếp đạn hạt nhân đồng dạng, tống thư hàng hiện tại, chỉ có một đầu tay phải bị mang ra hạch tâm thế giới bên ngoài, cùng công đức xả mỹ nhân tay phải duy trì nhất trí hắn còn lại thân thể bộ vị, còn lưu tại hạch tâm thế giới bên trong. Thành công, Tống Thư Hàng nói, tiếp đó, thử một chút, phần thiên hỏa diễm đao. Công đức xà Mỹ nhân tay phải dơ cao, nâng lên, xích tiêu kiếm, nhắm ngay vân tước tử. Lãnh khốc hình thức vân tước tử xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm công đức xà Mỹ nhân, buồn nôn công đức chi quang. Nếu như tình trạng của nó không có xảy ra vấn đề, nhất định phải đem cái này công đức chi quang đập nát nhưng bây giờ, hắn không có thời gian, hắn nhất định phải lập tức trở về cửu u thế giới. Bởi vì hắn cảm giác được, phân thức tử phản kháng càng ngày càng mạnh. Nếu như lại chế một lát, nói không chừng thật muốn bị nàng khống chế thân thể, trực tiếp tiến vào thiên kiếp thế giới, đi độ cái kia đáng chết bát phẩm thiên kiếp đi. Công đức xà Mỹ nhân tay phải cùng tống thư hàng tay phải cùng nhau, nắm lấy xích tiêu. Toàn lực vận chuyển hỏa diễm đao, ta đến phối hợp các ngươi, đem đao ý toàn bộ bạo phát. Xích tiêu kiếm trầm giọng nói. Tống thư hàng cắn răng, cổ tay khẽ đảo. Oanh! Xích tiêu kiếm bên trên, có hừng hực thiên hỏa thiêu đốt mà lên. Ngọn lửa kia bên trong, ẩn chứa hủy thiên diệt địa đao ý. Người tiểu gia hỏa này không tệ, có thể đem phần thiên hỏa diễm đao, luyện đến loại trình độ này, có chút trò. Tiếp xuống xem ta, để cho ta trực tiếp đem một đao kia tăng lên tới cửu phẩm cấp uy lực. Xích tiêu kiếm đạo. Sau một khắc, đao ý trùng thiên, đao khí tung hoành, đao diễm bạo tạc thiên hỏa hóa thành phần thiên chi hỏa bao phủ bốn phương tám hướng cuốn về phía lãnh khốc hình dáng vân tước tử lãnh khốc hình dáng vân tước tử âm thầm cắn răng trong lòng đại hận muốn chết thật sự cho rằng ta không thể giết ngươi ta chỉ là lười bóp chết ngươi cái này con kiến ngươi đây là tự tìm đường chết hắn cưỡng ép phân ra một sợi cửu u tà năng hóa thành búa lớn đón lấy tống thư hàng phần thiên hỏa diễm đao chương 1139, phần thiên hỏa diễm chiến giáp. Búa lớn tại hạ trảm thời điểm, thể tích liền như là thổi phồng đồng dạng bành trướng. Đồng thời nó mặt ngoài độ lên tầng một kim trúc chi sắc, nhìn phảng phất như là một thanh vật thật búa lớn thần binh. Phần thiên hỏa diễm đao không cam lòng yếu thế, đầy trời đao diễm cùng đao ý, đón kim trúc búa lớn tập quyển mà lên. Thiêu đốt đao cùng búa lớn không ngừng va chạm. Hỏa diễm vẩy ra, búa lớn chảm kích bạo phát song phương dây dưa cùng nhau, nhìn qua tựa hồ thế lực ngang nhau. Đúng lúc này, kim trúc búa lớn thể tích đột nhiên lần nữa bành trướng. Đồng thời, ẩn chứa ở trong cơ thể nó tả năng điên cuồng bộc phát ra. Lặp lại bạo phát công kích. Búa lớn hung hăng vung vẩy. Oanh! Đầy trời phần thiên chi hỏa, thiêu đốt đạo ý, suốt cuộc không chống đỡ được, bị kim trúc búa lớn vô tình nghiền nát dù sao chỉ là đi qua xích tiêu kiếm cường hóa, phần thiên hỏa diễm đao, cùng xích tiêu tử đạo trưởng bản tôn chém ra phần thiên hỏa diễm đao còn có khác nhau rất lớn. Không tốt, biết gặp phải cường địch, xích tiêu kiếm đạo, đối phương tiện tay một kích, đều là trường sinh giả cấp bậc thậm chí càng mạnh. Chỉ sợ chỉ có chủ nhân của nó xích tiêu tử đạo trưởng đích thân tới, mới có thể đem đối thủ kéo dài xuống tới. Mà lúc này, cái kia bành trướng gấp đôi búa lớn tại nghiền nát hỏa diễm đao phía sau dư thế không giảm, hướng phía công đức xà mỹ nhân chém xuống. Đứng trước cái này một búa, xích tiêu kiếm trong lòng phun lên một loại không cách nào chống cự cảm giác phảng phất tự thân là đợi làm thịt giết cừu non, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tự thân bị chặt. Không cách nào tránh né, không cách nào chống cự, chỉ có cứng rắn chịu một búa. Đỡ được là sống, không chặn được cũng chỉ có một con đường chết. Công đức xà mỹ nhân méo một chút đầu, nàng không bị ảnh hưởng, trong tay huy động xích tiêu, tựa hồ rất dáng vẻ hưng phấn thành công chém ra, phần thiên hỏa diễm đao, để cho nàng rất thỏa mãn. Lúc này, toàn trường bi kịch nhất nhân vật, thuộc về còn giống cá ướp muối đồng dạng nằm dưới đất thạch cự nhân. Vừa rồi lãnh khốc hình dáng vân tước tử đi rất gấp, không có muốn đem hắn mang đi ý tứ. Nhưng nó còn nhận tầng tầng giam cầm, không cách nào động đậy Mà cái kia bổ về phía công đức xà mỹ nhân búa, nhìn như là đơn thể công kích, nhưng trên thực tế đây là toàn màn hình thức địa đồ pháo. Thạch cự nhân nằm ở một bên, cũng tại búa lớn phạm vi công kích bên trong. Hắn có thể làm sao a? À? Hắn cũng tốt tuyệt vọng a. À? Trở về Hạch Tâm Thế Giới bên trong, Tống thư Hàng ý đồ dẫn dắt công đức xà mỹ nhân cùng xích tiêu kiếm, đưa các nàng cùng mình cánh tay phải kéo về đến Hạch Tâm Thế Giới. Chỉ là, tại cái kia búa chạm kích phạm vi phía dưới, không gian đều phảng phất động lại đồng dạng Tống Thư Hàng không cách nào đem xích tiêu kiếm cùng mình cánh tay phải mang về hạch tâm thế giới. Sược hoàn, Tống Thư Hàng thầm nghĩ, hắn cảm giác mình cánh tay phải lần này cần xong đời. Kể từ đó, cánh tay trái mượn bạch tôn giả, cánh tay phải lại bị búa lớn triển nát. Trong thời gian ngắn, hắn liền thành không cánh tay đại hiệp. Thật thê thảm thần điêu đại hiệp cũng còn có một cái tay có thể sử dụng. Trừ phi tìm tới tay cục trọng sinh thiên tài địa bảo, tỉ như bí đao thánh quân nơi đó bảo vật lại hoặc là đem từ trình lâm trong di tích lấy được trình lâm tự lành pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành, cũng có thể làm đến đoạn chi trọng sinh. Đồng thời, trong lòng của hắn âm thầm may mắn, nếu như vừa rồi, cả người hắn đều đi ra, hiện tại đoán chừng muốn bị búa lớn triển thành cặn bã, chỉ có thể dựa vào mệnh phù, phục sinh. Hiện tại chỉ hy vọng xích tiêu tử đạo trưởng bội kiếm, sẽ không bị báo hỏng. Khi tống thư hàng suy tư thời khắc, ngoại giới lại phát sinh biến hóa, nguyên bản bị búa lớn chém ra cái kia khắp thiên phần thiên chi lửa, tại một đạo đao ý hấp dẫn dưới, trong nháy mắt trở về đến công đức xà mỹ nhân trên thân. Cái kia đao đặc biệt ý hấp dẫn lấy phần thiên chi hỏa, dẫn dắt đến bọn chúng, để chúng nó quấn quanh ở công đức xà mỹ nhân đầu, cánh tay, ngực cùng từng cái trọng điểm phòng ngự bộ vị. Công đức xà mỹ nhân toàn thân bị ngọn lửa tầng tầng bao khỏa, giờ khắc này, nàng phảng phất như là viễn cổ chiến thần, dục hỏa mà ra. Con, giờ khắc này, Kim chúc búa lớn chém xuống. Đồng thời, công đức xà mỹ nhân trên người, Ngưng tụ ra một bộ mỹ lệ hỏa diễm chiến giáp. Ngọn lửa kia chiến giáp mỹ đến không cách nào hình dung. Đây là phần thiên hỏa diễm đao biến chủng có lẽ một bộ này khôi giáp có thể xưng là là phần thiên hỏa diễm chiến giáp không có mau bệnh. Mới vừa rồi là ảo giáp của ta sao? Ngưng tụ ra bộ này khôi giáp, tựa hồ là đao ý. Xích tiêu kiếm thầm nghĩ trong lòng, oanh! tà năng chiến phủ đã hung hăng chạm tại hỏa diễm chiến giáp bên trên. Từng đợt mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Hỏa diễm vẩy ra, tà năng búa lớn mang tới chạm kích cũng tại hướng bốn phương tám hướng bạo phát. Trong thời gian ngắn, tà năng chiến phủ chạm không khai hỏa diễm chiến giáp phòng ngự. Cả hai rằng co không xong. Duy chỉ có bên người thạch cự nhân, phát ra từng tiếng kêu thảm. Hắn không có hỏa diễm chiến giáp bảo hộ, tự thân năng lượng lại bị giam cầm chỉ có thể dựa vào thân thể tiếp nhận tà năng chiến phủ trảm kích tổn thương thạch cự nhân trong lòng khổ lại không cách nào nói ra hắn chỉ có thể ở trong lòng đem cửu u đại lão cùng tống thư hàng song phương hộ khẩu bản đều thăm hỏi một lần không gian chi môn bên cạnh lãnh khốc hình dáng vân tước tử kinh ngạc ngắm nhìn công đức xà mỹ nhân vị trí hắn tự nhận là vừa rồi chém ra tà năng chiến phủ hẳn là có thể đem cái này ra hỏa triển thành cặn bã không nghĩ tới, lại bị đối phương dùng không hiểu thấu phương pháp ngăn trở. Lãnh khốc hình dáng vân tước tử hư lạnh một tiếng, nhưng thân thể đã đang run rẩy, sắp mất khống chế. Hắn chỉ có thể hận hận bước vào, cửa không gian truyền tống, bên trong, trở về cửu u thế giới. Tống thư hàng cuối cùng vẫn là không thể kìm chân hắn, song phương tranh lệch cảnh giới quá lớn, một phe là cửu u thế giới chúa tể, một phe là tu luyện hơn 4 tháng tiểu tu sĩ. Tranh lệch này, có thể so với so thiên địa khoảng cách. Tạch tạch tạch, tà năng chiến phủ cùng hỏa diễm chiến giáp ở giữa, rằng co trọn vẹn 13 hơi thở thời gian. Cuối cùng, vẫn là tà năng chiến phủ uy lực càng hơn một bậc. Hỏa diễm chiến giáp phòng ngự đạt đến điểm tới hạn, Mỹ lệ hỏa diễm chiến giáp bên trên, bắt đầu xuất hiện vết sản. Hỏa diễm chiến giáp không sai biệt lắm không ngăn được là thời điểm từ ta xuất thủ, nghịch chuyển càn khôn. Xích tiêu kiếm ám đạo. Đi qua qua thời gian dài như vậy tiêu hao, tà năng chiến phủ uy lực đã thấp xuống rất nhiều. Hắn đã có nắm chắc đem hết toàn lực, đem cái này một cái công kích ngăn lại. Đang lúc xích tiêu kiếm chuẩn bị kinh ngạc xuất thủ lúc, công đức xà mỹ nhân trên người chiến giáp bên trên, đột nhiên có một đạo đáng sợ đao ý chém ra. Đao kia ý bên trong, mơ hồ có lấy, chảm thiên, chi ý. Đao ý đẳng cấp cũng không cao, chỉ có tứ phẩm tả hữu cảnh giới, nhưng nó cùng phần thiên hỏa diễm đao, đao ý có cùng nguồn gốc. cái này đạo phản kích đao ý xuất hiện lúc kéo theo toàn bộ hỏa diễm chiến giáp, thượng phần thiên hỏa diễm đao đao khí. lại nói tiếp, đao ý khôi giáp phản kích triển khai, một đạo uy lực tiếp cận phần thiên hỏa diễm đao công kích, hung hăng chạm tại tà năng chiến phủ bên trên. tà năng chiến phủ chính là lực cũ dùng hết thời điểm bị đao ý khôi giáp một phản kích tay bị chém bay ra ngoài sau đó lại tại trong hư không cùng đao ý khôi giáp phản kích dây dưa. Cái này cũng được, xích tiêu kiếm đạo. Dầm dầm dầm, đao ý khôi giáp thiếu khuyết lực bền bỉ, ba chiêu về sau, đao ý khôi giáp phản kích tiêu tán. Nhưng này tà năng chiến phủ vẫn tồn tại như cũ, cao cao lơ lửng ở giữa không chung. Lúc này, quả nhiên vẫn là muốn ta ra sân, đem hắn đánh nát. Xích tiêu kiếm thầm nghĩ trong lòng. Tại là, xích tiêu kiếm trên người phát ra tiếng kiếm reo, chuẩn bị xuất khí xuất kiếm. Nhưng là không đợi hắn xuất thủ, trong hư không, có một đóa sán lạn hoa sen hiển hiện. hiện. Đóa này hoa sen, cực kỳ xinh đẹp, vui mừng người mắt. Bất quá sau một khắc, hoa sen phong cách vẽ đột biến. Theo nó phía dưới đột nhiên dọc theo mấy chục vạn đầu sợi dễ, sau quỷ xúc còn muốn quỷ quái xúc sợi dễ, điên cuồng đâm về không trung chuôi này tàn năng chiến phủ tà năng chiến phủ còn đang chuẩn bị lần nữa tiến công, đột nhiên liền bị cái này mấy chục vạn đầu sợi dễ đâm thấu. Hai hơi phía sau hắn liền không cách nào duy trì, kim trúc chiến phủ, hình thái, mà là thoái hóa làm một đoàn cường độ cao cửu u tà năng. Sợi dễ bắt đầu hung tợn hấp thu. Xích tiêu kiếm, ngọa thảo, những này lại là cái gì đồ vật. Nhưng nói tóm lại, nguy cơ tán đi hạch tâm thế giới bên trong tống thư hàng cũng nặng nề nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không muốn làm không cánh tay đại hiệp. Một cái tay tại trong sinh hoạt liền đã rất không tiện, nếu như không có tay, hắn có lẽ cũng chỉ có khởi động, ba đầu sáu tay, pháp thuật, dùng công đức xả mỹ nhân tay để thay thế bản thân mất đi hai tay. Đáng tiếc, không có thể đem vân tước tử tiền bối ngăn lại, đúng rồi vừa rồi một màn này ai vỗ xuống không? Tống thư hàng hỏi. Thì cùng tiểu thải lắc đầu, các nàng vào xem lấy nhìn trong hình ảnh cái kia có thể so với đại chế tác phim chiến đấu hình ảnh, không nghĩ tới đem hình tượng này thu. Tô Thị A thập lục qua cô điện thoại di động của mình, ta chỉ thu hạ một bộ phận. Tống Thư Hàng hỏi, có thu hạ vân tước tử tiền bối hình ảnh sao? Ừm, Tô Thị A thập lục đáp, nàng chính là nhìn thấy vân tước tử tiền bối biểu hiện không thích hợp hình ảnh, liền đem hình ảnh thâu xuống tới. Quá tốt rồi, Tống Thư Hàng nói, thập lục, cái kia một hồi ra hạch tâm thế giới, đem hình ảnh truyền đến, cửu châu nhất hào quần, bên trong đi, để các vị tiền bối nhóm nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta đã tận lực. Tô Thị A thập lục nhẹ gật đầu. Ta đi ra ngoài trước một chút, Tống Thư Hàng dứt lời, thân hình lấp lóe xuất hiện tại hiện thế. Hắn sau khi xuất hiện, xuất hiện tại công đức xà mỹ nhân bên người, cánh tay phải của mình vị trí. Tống Thư Hàng buông tay ra, buông ra xích tiêu. Đồng thời, cái kia đóa hoa sen hình chiếu cùng hắn tương liên, liên tục không ngừng đem cửu u tà năng chuyển hóa làm nguồn năng lượng truyền vào đến hạch tâm thế giới tống thư hàng buông ra xích tiêu công đức xà mỹ nhân tiếp nhận nắm lấy xích tiêu đem hắn dơ lên cao cao tựa hồ lại nghĩ đến đem hắn nuốt vào uy đừng có lại nuốt ta a à, người biểu diễn nuốt kiếm nghiện a à. mà lại ta cũng là thời điểm muốn rời đi chúng ta hữu duyên tài kiến xích tiêu đạo hắn vừa mới nói xong công đức xà mỹ nhân đã bày ra nuốt kiếm tiêu chuẩn tư thế ngửa đầu lên liền đem xích tiêu cho nuốt mất xích tiêu đáng giận nói qua không cần nuốt ta à, à, à. sau đó liền không có động tính tống thư hàng cuối cùng hắn đem ánh mắt rơi vào vẫn còn cá ướp muối hình thức thạch cự nhân trên người xích tiêu đạo hiếu chúng ta muốn hay không lại đến một đao phần thiên hỏa diễm đao đưa cho hắn tống thư hàng hỏi thạch cự nhân trên người còn bị thiên hỏa quấn thân, nếu như bây giờ lại tiến hắn một đao cùng vừa rồi đồng dạng uy lực, phần thiên hỏa diễm đao tuyệt đối có thể làm cho hắn thoải mái thượng thiên. Bằng vào ta hiện tại trạng thái, vung ra cường đại chảm kích không có vấn đề, nhưng muốn phối hợp ngươi lại vung ra, phần thiên hỏa diễm đao cần một chút thời gian khôi phục. Xích tiêu kiếm đạo, chương 1140, trang tròn như vẽ đêm trống như thơ. Loại này người là giao thớt, ta là thịt cá thể nghiệm, để thạch cự nhân cực kỳ tuyệt vọng. Hắn hiện tại ở vào thiên hỏa quấn thân trạng thái, nếu như Tống Thư Hàng lại cho hắn đến một phát cửu phẩm cấp, phần thiên hỏa diễm đao thật sự muốn mạng. Tống Thư Hàng lại hỏi, cái kia muốn dài bao nhiêu thời gian, chúng ta mới có thể lần nữa sử dụng phần thiên hỏa diễm đao. Nếu như thời gian quá dài, Tống Thư Hàng chỉ có thể lựa chọn nhanh lên đào mệnh. Nếu không, chờ thạch cự nhân từ vân tước tử giam cầm thuật bên trong khôi phục phía sau hắn đứng dậy, một người liền có thể đánh 10 cái. Thời gian chính là sinh mạng. So với người tưởng tượng muốn dài, xích tiêu trả lời. Ca ướp muối trạng thái thạch cự nhân lập tức nhãn tình sáng lên, hắn bắt đầu liều mạng trùng kích thể nội giam cầm. Tống thư hàng, muốn chạy sao? Nhưng chạy trốn là hạ hạ kế sách, đối phương thế nhưng là còn sống trường sinh giả đại năng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể vượt qua không gian đi thẳng tới bên cạnh hắn trừ phi là một mực trốn ở hạch tâm thế giới, hoặc là tương tự bí cảnh bên trong, nếu không trốn lại xa cũng không có ý nghĩa. Đúng rồi, xích tiêu đạo hiếu, người có thể liên hệ với xích tiêu tử đạo trưởng sao? Tống Thư Hàng hỏi. Nói thật cái này thạch cự nhân cũng không phải Tống Thư Hàng chủ động chọc, chỉ là bởi vì hắn vừa vặn học xong hỏa diễm đao, liền bị thạch cự nhân giận chó đánh mèo, cái này nổi bản thân liền là xích tiêu tử đạo trưởng nồi. Trà thương thạch cự nhân chính là xích tiêu tử đạo trưởng, để thạch cự nhân chịu đủ thiên hỏa nỗi khổ vẫn là xích tiêu tử đạo trường, thạch cự nhân nhất oán hận vẫn là xích tiêu tử đạo trường. Từ đầu tới đuôi, Tống Thư Hàng chỉ là một cái vô tội người qua đường A. Ta thử một chút đi, nhưng ta cũng không nhất định có thể liên hệ với xích tiêu tử, hắn gần nhất cũng không biết đang làm mau, liên hệ hắn lúc 10 lần có 9 lần đều không thông. Xích tiêu kiếm đạo. Sau đó, hắn lại đối công đức xà mỹ nhân nói, cái kia, trước thả ta đi ra thành sao ta cảm giác ở bên ngoài, tín hiệu hội tốt đi một chút. Công nước xà mỹ nhân nghiêng đầu, không nhúc nhích. Xích tiêu kiếm. Sau đó, hắn bắt đầu yên lặng liên hệ xích tiêu tử. Ước chừng ba cái hô hấp phía sau hắn cùng xích tiêu tử đạo trưởng thành công kết nối vào. Có việc, xích tiêu tử đạo trưởng hỏi. Xích tiêu kiếm trả lời, tới thu thập cái đối thủ cũ. Bận biểu, xích tiêu tử đạo trưởng đạo. Xích tiêu kiếm, không về nữa, Ngươi liền chuẩn bị cho ta nhặt xác đi không có việc gì chỉ cần thi thể vẫn còn ta liền có thể đưa ngươi đúc lại xích tiêu tử đạo xích tiêu kiếm nói tới nói lui xích tiêu tử đạo trưởng vẫn là bắt đầu khóa chặt xích tiêu kiếm tọa độ chuẩn bị mở ra không gian chi môn cụ thể chuyện gì xảy ra cho ta tổng kết một chút xích tiêu kiếm bằng nhanh nhất tốc độ đem vừa rồi phát sinh sự tình thuật lại cho xích tiêu tử đạo trưởng thì ra là thế Xích tiêu tử nhẹ gật đầu, ta đến ngay. Ước chừng cũng liền hai cái hô hấp tả hiếu, trong hư không có một đạo không gian chi môn mở ra. Thạch cự nhân con người thiết chặt, xích tiêu tử lão tạp mau, vẫn là đến đây. Không gian chi môn mở ra, một đầu tay phải từ không gian chi môn bên trong chui ra, bàn tay nắm thành quyền hình. Liền một đầu tay phải xích tiêu tử đạo trưởng bản thể nhưng không có đi ra. Tay phải hiện thân phía sau trực tiếp đưa tay đánh phía thạch cự nhân một quyền này bên trong, mang theo cường đại. Xích tiêu tử lão tạp mau, lúc này, thạch cự nhân rốt cuộc giải khai giam cầm một bộ phận, hắn mở miệng giận dữ hết. Lúc này, xích tiêu tử đạo trưởng tay phải triển khai, lộ ra tay trong lòng một chương phù văn. 3. Phù văn thiếp trên người thạch cự nhân, hóa thành tầng tầng lưới lớn, lại là một loại giam cầm thủ pháp, trực tiếp đem thạch cự nhân bao lại. Tiếp đó, tay phải nắm lên lưới lớn, nhấc lên một chút, dơ lên thạch cự nhân lơ lửng, trở về không gian chi môn. Thả ta ra, có loại chờ ta khôi phục, chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Thạch cự nhân gầm thét liên tục. Nhưng là, cái kia tay phải ra sức vung lên, liền đem thạch cự nhân ném vào đến không gian chi môn bên trong. Giải quyết thạch cự nhân phía sau tay phải lại chuyển hướng tống thư hàng bọn người, dựng thẳng lên hai ngón tay, bày ra, v thủ thế. Tiếp đó, tay phải liền trở về không gian chi môn. Uy, chờ sau đó, mang ta trở về A, à, công nước xà mỹ nhân trong bụng, xích tiêu kiếm hét lớn. Không chung, tay phải lại đối chuẩn xích tiêu kiếm, bày ra ok, thủ thế. Người ý gì, xích tiêu kiếm kêu lên. Tay phải lại đổi cái ngón tay, hắn đối xích tiêu kiếm giơ ngón tay cái lên, đây là cố gắng, ý tứ. Sau đó, tay phải liền chạy trốn về đến không gian chi môn. Xích tiêu kiếm, tống thư hàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Thạch cự nhân bị xích tiêu tử đạo trưởng mang đi, với hắn mà nói là cái tương đối tốt kết cục. Thạch cự nhân chính là trường sinh giả tu vi đại năng, Tống thư hàng không thể giống quan cái kia thất phẩm tôn giả đồng dạng, đem hắn nhốt vào hạch tâm thế giới đem Thạch cự nhân nhốt vào hạch tâm thế giới, không khác dẫn sói vào nhà. Mà một khi Thạch cự nhân thoát khỏi giam cầm, Tống thư hàng liền phải bao giờ cũng đứng trước một vị trường sinh giả đại năng, đột nhiên xuyên qua không gian đi vào sau lưng, cho hắn một kích chí mạng nguy cơ. Xích tiêu kiếm thật nhanh lần nữa liên hệ xích tiêu tử, uy uy uy, mấy cái ý tứ A. Mau dẫn ta trở về A. Hắn cũng không muốn tiếp tục bị công nước xà mỹ nhân xem như biểu diễn, nuốt kiếm, đạo cụ. Bận biểu, xích tiêu tử trả lời. Bận rộn nữa cũng phải đáp lời, không quay lại lời nói, có tin ta hay không tự bảo cho ngươi xem. Xích tiêu kiếm cả giận nói. Tốt, xích tiêu tử đạo. Xích tiêu kiếm. Sau một lúc lâu, xích tiêu tử đạo trưởng trả lời, tạm thời làm xong, người trước lưu tại vị kia tống tiểu hữu bên người một đoạn thời gian, bảo vệ hắn chu toàn. Vừa vặn, cũng coi là vừa rồi lấy tống tiểu hữu con mồi thù lao đi. Con mồi, chỉ tự nhiên là ở vào giam cầm trạng thái, thạch cự nhân. Xích tiêu tử đạo trưởng vừa rồi tương đương lấy không cái, thạch cự nhân, về nhà, ấn lý thuyết, tự nhiên muốn cho tống thư hàng một điểm thù lao. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, xích tiêu kiếm đạo, đây cũng là một phần trong đó nguyên nhân, trên thực tế, vài ngày trước có vị tiền bối tìm tới cửa, cùng ta hàn huyên một chút thời gian. Ở giữa, hắn hướng ta nhắc qua vị này, Tống Tiểu Hữu lại hàn huyên một số cái khác. Dù sao, người trước ở lại đây vị, Tống Tiểu Hữu bên người, bảo vệ hắn chu toàn. Nếu có cơ hội, liền chỉ điểm một chút hắn, phần thiên hỏa diễm đao. Đương nhiên, không bắt buộc, tùy duyên đi, qua này thời gian, ta tiếp người trở về. Xích tiêu tử đạo trưởng đáp, xích tiêu kiếm. Quá tùy tiện A. À. Tống thư hàng, tô thị A thập lục, thì cùng tiểu thải, dọc theo đường cũ hướng chân núi bước đi. Công đức xà mỹ nhân tung bay sau lưng tống thư hàng. Xích tiêu kiếm thì tại trong cơ thể của nàng. Đi đến giữa sườn núi, xuyên qua nguyên bản, kết giới chi môn, vị trí lúc, tống thư hàng bọn người cảm giác trước mắt tối sầm lại. Trời tối, tống thư hàng nhìn về phía bầu trời. Này lúc ngoại giới, đã bóng đêm giáng lâm đêm nay sắc trời rất tốt. Trong bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, để cho người ta có loại thi hứng đại phát cảm giác. Chúng tinh bên trong, một vòng trăng tròn treo cao, tản ra nhu lấy nguyệt quang, liền như là đẹp nhất bức tranh. Quả nhiên là trăng tròn như vẽ, đêm trống như thơ. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 81